Phim bắt đầu tại lớp học khi một nữ sinh vô tình trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người vì lỡ nộp bài thi muộn. Xung quanh cô bây giờ toàn là những ánh mắt phán xét, không những thế ở ngoài cửa sổ lại còn có một con quái vật siêu to khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào. Điều này làm cho cô nữ sinh sợ hãi, ôm mặt và hét lên thật lớn. Nhưng mà đừng lo vì ở phía xa xa, Zato đã xuất hiện để sẵn sàng giải cứu. Cùng với thần khí của mình là Tomane, hôm nay anh sẽ cho sinh vật này tới công chuyện luôn. Zato lao tới đạp con quái vật không chợt phát lao, trong khi Tomane biến hình thành một con dao. Anh bay ngược lên nắm lấy thần khí, mồm bắt đầu lẩm nhẩm vài câu đạo lý, rồi chém liên tục vào người con quái vật làm nó tan biến trong không trung. Chiến thắng quá dễ dàng làm cho Zato vô cùng là tự tin, nhưng mà ngay lập tức thì nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Tomane nói một câu khiến Zato ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Cô không muốn tiếp tục làm thần khí của anh nữa dù đã có 3 tháng đồng hành cùng nhau. Vì Zato là thần kiểu gì mà lại không có lấy một cái miếu thờ riêng cho mình. Tomane gào khóc rõ to làm anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả tự do cho cô. Sự ra đi này cũng là dấu chấm hết đối với Zato, không có thần khí thì không thể tiêu diệt quái vật. Điều đó buộc anh phải bắt đầu làm mấy việc vớ vẩn với hy vọng có thể kiếm tiền tự xây miếu, và việc vớ vẩn đầu tiên đấy là đi tìm một chú mèo lạc. Tầm này thì Zato cũng là thần nhưng mà là thần đằng, đúng là thần thánh gì rồi cũng phải bán mình cho tư bản thôi. Trong lúc lang thang trên đường phố thì anh cũng bắt gặp một cô gái có tên Hizoji, người bằng cách thần kỳ nào đó dường như lại nhìn thấy Zato. Đó cũng là lý do tại sao cô lại lao ra cứu khi thấy anh sắp bị một chiếc xe bus đâm vào. Sau cú đâm thay vì đi gặp các cụ luôn thì phần hồn của cô lại thoát ra, nhìn phần xác được mọi người đưa đi viện. Hizoji giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi dậy đi ông cháu ơi của mẹ. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi cô vừa bị cả cái xe bus hôn vào người, thế mà cứ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí toàn không có lấy cả một vết xước. Nhưng mà cô thì không bất ngờ với việc đó bằng việc không ai thấy cậu thanh niên suýt bị đâm nào cả. Mọi người thì cho rằng cú va chạm đã làm ảnh hưởng đến trí thông minh của Hizoji, cơ mà cô thì không nghĩ như vậy khi những hình ảnh lúc đó vô cùng thật. Hizoji băn khoăn nghĩ về chuyện đó đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ mãi đến lúc nửa đêm, cô mới tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi những tiếng kêu than, đã thế lại còn gì có thứ gì đó cộm cộm ở dưới chăn. Khi Hizoji tò mò nhìn xuống thì bất ngờ chưa bà già, ông thần đằng Zato với khuôn mặt biến thái đã ở đấy từ lúc nào không hay. Điều này trực tiếp dọa cho Hizoji sợ són đái rồi bật thẳng khỏi giường. Zato tự giới thiệu mình là một vị thần đẹp trai, tài năng có hàng ngàn người mến mộ nhưng mà ở trong tương lai. Còn bây giờ thì trong mắt Hizoji, thằng này đã biến thái lại còn thích bốc phét, xứng đáng để gọi công an xích ngay lên phường. Zato thì không muốn làm bạn với khá bảnh nên cũng nhanh chóng mà chuồn lẹ khỏi đây, bỏ lại Hizoji với khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu. Bẵng đi một thời gian, cho đến lúc cô nữ sinh được xuất viện và đến trường đi học lại. Tuy nhiên Hizoji thấy cả người mình, nó lạ lắm. Cô liên tục buồn ngủ dù cho đó không phải tiết văn, và thay vì tìm bác sĩ để thăm khám bệnh tình, thì Hizoji lại muốn gặp Zato để hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Cô quyết định lần theo manh mối là con mèo thất lạc để bắt đầu tìm hiểu. Trong lúc đó thì Zato quả thật là cũng đang đi kiếm con mèo, miệt mài mãi đến lúc trời tối om thì anh mới thấy nó đang trong tình trạng hoảng sợ. Hóa ra gần đây có sự xuất hiện của một con Azakashi, và vì không có thần khí nên Zato chỉ có biết cắp đít mà chạy. Con quái vật dần hiện hình dưới dạng một con cóc khổng lồ rồi nhau tới tấn công. Dù cho có cố đánh trả nhiều lần nhưng Zato không khác gì đang massage tẩm quất cho nó. Đúng lúc này thì Hizoji lại xuất hiện ở đây, toan kéo anh chạy đi nhưng mà mọi việc lại không đơn giản như vậy. Chả biết đây là con cóc hay con đỉa mà bám dai thế, nó nhảy lên chặn đầu cả hai rồi đá lưỡi tấn công họ, thậm chí còn túm được chân của Hizoji rồi kéo về phía mình. Trong tình thế nguy cấp, cô vung chân sút thẳng vào mồm khiến nó bị hất văng ra xa, tuy nhiên cú đá chỉ làm con cóc thêm phần tức giận. May là Zato nhanh trí bế Hizoji bay đi kịp thời, không thì tầm này họ chuyển hộ khẩu vào bụng con quái vật rồi. Sau một hồi trốn chui trốn lủi thì cả hai lúc này mới dám thò cái mặt ra ngoài. Hizoji bắt đầu to tiếng yêu cầu anh nghiêm túc trả lời những câu hỏi của mình. Nhưng mà khoan đã bạn ơi, bạn lại xuất hồn lung tung rồi, con gái con đứa ai lại chồng mông chồng tĩ lên thế kia. Hóa ra Hizoji nãy giờ đang ở dạng linh hồn và đã mọc thêm một cái đuôi từ lúc nào không hay. Zato bây giờ mới giải thích cho Hizoji về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra gần đây. Ở thế giới này, có cõi âm và cõi dương, do tác động của vụ tai nạn lần trước nên giờ đây cô nằm giữa ranh giới của cả hai. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Hizoji có thể nhìn thấy những con Azakashi, một loại quái vật được hình thành từ cảm xúc tiêu cực. Còn buồn ngủ nhiều thì do giờ đây cô dễ bị thoát xác hơn, tình trạng này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hizoji nghe thấy thì vô cùng hoảng hốt, cô cho rằng Zato là thần nên quay ngoắt thái độ cầu xin sự giúp đỡ của anh. Nhưng mà bạn ơi, trên đời này chỉ có lửa miễn phí thôi, còn những cái khác thì không đâu, xì tiền ra đây. Thế là Hizoji bèn đưa cho Zato 5 đồng và cả hai chính thức trở thành đối tác làm ăn.
Và rồi một tuần cứ thế trôi đi, Hiroji cũng phải dần làm quen với hoàn cảnh mới của mình. Cô vẫn xuất hồn lung tung ở mọi chỗ, trong lúc đang tắm, trong lớp học, thậm chí là ngay cả khi đang nói chuyện với bạn bè. Còn tôi thì hy vọng là Hiroji sẽ xuất hồn trong nhà tắm nhiều hơn để cho anh em viewer được ngắm. Bên cạnh đó, không chỉ phải thích nghi với chuyện xuất lung tung mà cô cũng phải học cách đối diện với mấy con Azakashi. Tuy nhiên thì Hiroji cũng cảm khá là thú vị khi trong dạng linh hồn, bản thân cô có thể bay nhảy khắp mọi nơi, ngắm nhìn vạn vật theo một cách khác. Hóa ra chuyện này cũng không tệ lắm, ít nhất là vẫn tốt hơn cái thằng thần nhận tiền của người khác xong đến giờ vẫn không liên hệ lại. Bay nhảy thì cũng vui đấy nhưng mà cô muốn được trở lại bình thường hơn. Lúc này Hiroji không đợi được nữa buộc phải nhấc máy gọi điện xem thằng chả đang ở cái nơi quái quỷ nào, thích nhận tiền xong làm ăn vô trách nhiệm không. Thật ra thì Zato không trốn mà vẫn đang miệt mài đi làm công ăn lương tiết kiệm vốn để xây miếu. Giá như anh xem được video học cách kiếm tiền trên Tinder thì bây giờ mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Dù vậy thì Zato cũng không quên vụ làm ăn với Hiroji đâu, chẳng qua là giờ anh đang chưa có thần khí nên không thể đánh nhau với Azakashi được. Nên hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi, ở dạng này nhiều lúc cũng vui mà. Nói rồi Zato cũng lập tức rời đi khi nhận được một cuộc điện thoại báo khẩn cấp, bỏ mặc Hiroji ở lại với cái mặt đần thối. Nhưng mà cô cũng chẳng làm gì được cả, bởi ngoài anh thì cũng còn có ai giúp được nữa đâu. Cơ mà đợi thằng này nó tự giác làm việc thì đến lúc MU vô địch C1, có khi Hiroji vẫn chưa quay lại bình thường được. Nên là cô quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ bằng cách tự đi tìm cho Zato một sinh khí mới, có nó thì chắc chắn cô sẽ sớm được giúp trở lại bình thường. Thế là Hiroji bắt đầu lang thang khắp nơi để chào mời, nhưng mà đi cả ngày vẫn không lừa được ai cả. Nên cô sẽ đến cái nơi âm khí tỏa ra nghi ngút kia vì ở đó có rất nhiều vong linh, kiểu gì chả có thằng ngu chịu làm thần khí cho Zato. Tiện nhắc đến Zato, thì việc khẩn cấp mà ông thần này nói lúc nãy hóa ra lại là đi lau nhà tắm với cả thông tắc bể phốt, đúng là thần gì mà hèn không chịu được. Đã thế cặm cụi làm từ sáng đến lúc tối mịt mà chỉ được có 5 xu với một lon bia Hà Nội, đợi anh xây được cái đền thờ riêng thì chắc tôi cũng xuống lỗ rồi chuyển sinh được mấy lần rồi. Tuy nhiên Zato lại rất hài lòng về những gì mình đang diễn ra, được tự do tự tại lại còn có bia ngon để uống. Đúng là người tàn ác thì thường sống thảnh thơi, bởi vì anh lúc này mới lộ ra rằng mình tuy nhận tiền nhưng không hề giúp được Hiroji. Ơ thiêng trưa này, vừa nhắc đến thì anh nhận được một cuộc gọi từ cô báo rằng đã tìm thấy sinh khí mới. Zato lập tức dịch chuyển tới chỗ Hiroji nhưng thần khí đâu thì chả thấy, mà chỉ thấy cái của nợ béo ú nhiều chân màu xanh này, một con Azakashi chính hiệu với linh hồn đã bị vấy bẩn. Nó lập tức đuổi theo tấn công cả hai, vậy là Hiroji báo lần thứ nhất, đúng lúc này cô lại xuất hồn để quên cái xác ở chỗ nào không hay. Hiroji tiếp tục báo lần thứ hai, đã thế còn quay lại tự đánh trả con quái vật, gián tiếp làm Zato bị cắn vào tay, Hiroji đã báo lần thứ ba. Khiến anh buộc phải bế cô bay đi ra chỗ khác để cắt đuôi con quái vật giống như lần trước. Khi đến nơi, Zato hỏi cô có tên là Iasu không, mà sao tạ thế, phải gánh còng hết cả lưng. Cánh tay của anh thì lúc này đã bị nhiễm xú uế, nếu như không thanh tẩy kịp thì sẽ lan ra toàn bộ cơ thể. Zato cũng giải thích rằng chiếc đuôi sau lưng Hiroji là sợi dây liên kết phần linh và thể xác, nếu nó mà đứt thì cô cũng vậy, đi gặp các cụ luôn. Đang phân tích hăng say thì con Azakashi lúc này lại đuổi đến, làm bọn họ phải cong đuôi chạy đi. Lúc này thì cả hai nguy lắm rồi, đang trong tình thế minh béo treo sợi tóc. Thì Zato phát hiện ra một linh hồn lang thang vô cùng phù hợp để làm thần khí mới, không chần chừ anh tiến tới đó thật nhanh để bắt đầu làm phép triệu hồi. Zato vẽ ra một con chữ, đặt tên cho thần khí mới là Yukine, khiến linh hồn kia dần dần chuyển đổi rồi biến thành một luồng sáng chói lóa. Nó bay vút đến tay anh dưới dạng một thanh katana sắc bén. Với thần khí mới trong tay, Zato vô cùng mạnh mẽ và dễ dàng bị con quái vật nuốt trọn vào bụng. Đùa tí thôi, ngay khi Hiroji tưởng bạn mình đã chết thì giọng nói đạo lý lại vang lên khắp không gian. Cái loại quái vật không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đồng bằng ăn chém, con Azakashi ngay lập tức tan biến sau những cú vung tay biến ảo của Zato. Lâu lắm mới có thần khí xịn, anh vui mừng đến mức khi rơi xuống còn bật cả khóc, cuối cùng thì đêm nay cũng đã kết thúc rồi. Zato dùng nước để thanh tẩy xú uế ở tay, trong lúc Hiroji đi nhặt lại cái xác của mình. Cô được anh giới thiệu về thần khí mới của mình, cậu bé Yukine, một linh hồn đã hoàn toàn mất đi ký ức, cũng là người bạn đồng hành mới của cả hai. Yukine giờ thì coi như được ở với Zato, nên hưởng một cuộc sống rất sung túc, mặc áo hàng hiệu, ăn đồ ăn ngon, chăn ấm đệm êm, nhưng mà đấy là Yukine nào chứ không phải Yukine này. Vì theo ông thần đằng thì chỉ có đi lục thùng rác tìm đồ ăn với cả áo mặc, đã thế là còn phải ngủ bờ ngủ bụi, làm nhiều lúc cậu phải tự vấn xem thằng cha này có phải là thần không. Trong khi đó thì Zato lại chứng tỏ mình vừa là thần vô gia cư, vừa là thần vô liêm sỉ, bởi không chỉ nhận tiền rồi làm ăn vô trách nhiệm, anh còn đi ăn trực của Hiroji nữa.
Cô cùng Yukine chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà hạn hán lời với ông thần này. Đúng lúc ra khỏi quán ăn thì Zato lại nhận được cuộc gọi từ đối tác, thế là anh kéo Yukine đi theo thực hiện nhiệm vụ luôn. Biết thằng cha lại sắp sủi để quỵt tiền ăn, Hizoji tức tốc lao tới thì bị xuất hồn. Kết quả là cô cũng bị dịch chuyển đi cùng với hai người đến một nơi sương khói mờ nhân ảnh. Đây chính ngôi đền của thần học vấn Tenjin-sama nổi tiếng. Đấy, xem thần nhà người ta kia xiêm y chỉnh tề, ăn nói oai phong, đền cao miếu rộng. Đã thế lại có cả một dàn harem thần khí, chứ có như ông thần đằng nào đấy đâu. Hizoji và Yukine thấy mà phát thèm. Vậy thì tại sao một người cao quý như thế lại cần ông Zato ở dưới đáy xã hội này giúp đỡ? Chuyện là dạo này đang mùa thi cử, bọn Azakashi cứ hoành hành liên tục. Mà Tenjin-sama đang bận đầu tư mấy cái dự án bất động sản để mở rộng kinh doanh nên không có thời gian đi xử lũ tôm tép. Đằng nào thì Zato cũng đang cần tiền xây miếu nên cũng coi như đây là tạo công ăn việc làm cho đồng nghiệp luôn. Biết mình bị nói đều nên Zato cay lắm và để x2 độ cay thì lão lệnh cho Tomone, hay bây giờ là Mazu, tức thần khí cũ của anh, trở thành hướng dẫn viên cho cả bọn. Zato tức lắm nhưng vì mấy cái đồng bạc lẻ nên vẫn phải nhẫn nhịn mà làm theo. Mazu đưa cả lũ đến đường tàu, rồi kể về tình hình gần đây, mùa thi cử nên nhiều học sinh lo lắng và sợ sệt đã tạo ra lũ Azakashi. Bọn chúng xúi dục họ lao xuống đường ray tự tử, gây nên nhiều cái chết vô cùng thương tâm. Cho dù thần học vấn có tạo kết giới tại đây nhưng người muốn tự tử thì linh hồn đã bị vấy bẩn nên không thể ngăn cản họ bước qua được. Hizoji nghe thấy thì rất quyết tâm muốn tiêu diệt cái lũ ác ôn này, nhưng mà Zato thì không. Anh bảo cái người mà không quý trọng mạng sống thì sống làm gì cho nó chật đất. Điều đó đã làm cho Hizoji vô cùng bất bình, nếu như Zato đã không muốn làm thì để cô làm thay. Nói rồi Hizoji cũng bay vút đến chỗ ga tàu hỏa. Quả là có một con Azakashi đang truyền những ý nghĩ tiêu cực cho các bạn trẻ, thế thì ăn một sút vào mồm này. Thấy con quái dễ dàng bị hạ gục nên cô đắc ý lắm, tưởng thế nào có bao nhiêu ra đây bà chấp tất. Việc mải gáy quá làm cho Hizoji quên mất rằng tuy nó yếu nhưng mà anh em nó đông, bọn chúng nhanh chóng bao vây rồi trói cô xuống đường ray tàu hỏa. May là Zato đến kịp sử dụng kiếm chém bay tất cả, không thì giờ này Hizoji cũng niệm rồi. Đúng, cô làm người không thích lại cứ thích đi làm báo, cơ mà chưa kịp trách móc xong thì ở phía đằng xa, anh lại nhìn thấy một con Azakashi đang thôi miên cậu học sinh đi ra giữa đường tàu. Không một chút chần chừ, Zato nhảy lên thật cao, tay nắm chặt Yukine, miệng bắt đầu lẩm bẩm câu đạo lý của mình, cái loại quái vật không làm mà muốn có ăn thì ăn bầu đuổi ăn chém. Cứ thế con quái vật bị Zato hạ gục nhanh chóng, còn cậu học sinh thì được bình an vô sự. Khi nhiệm vụ kết thúc, Mazu đứng đằng xa chứng kiến được tất cả chỉ lẳng lặng cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi. Lúc này Hizoji mới thực sự hiểu được ý câu nói của Zato, tuy mỏ hơi hỗn nhưng tâm anh sáng. Những người muốn tự tử làm cho linh hồn bản thân bị vấy bẩn thì sẽ không trở thành sinh kỳ được. Bởi như Yukine hay Mazu có thể trở thành thần khí là do khát vọng sống của bọn họ vẫn còn rất lớn, nên Zato muốn tất cả phải biết cách trân trọng sinh mạng quý giá được ban của mình. Điều này làm Hizoji cảm động đến phát khóc, đúng là cô đã hiểu nhầm Zato rồi, Yukine cũng như vậy. Cậu cũng dần hiểu cho người chủ mình và cả hai đã cùng nhau vui vẻ trải qua đêm tiếp theo tại khách sạn nghỉ sao. Nhưng mà họ đâu hề hay biết, lấp ló ở phía xa xa có một cô bé đang đứng quan sát tất cả. Không biết cũng đúng thôi, tại Zato còn đang say giấc nồng với ước mơ đền cao miếu rộng, fan donate 400 triệu của mình đến nỗi không biết gì. Đúng là trong cơn mê anh là chàng tỷ phú, tỉnh cơn lú Zato chỉ là thằng vô gia cư chuyên ăn trực đồ ăn của Hizoji. Đã thế lại còn mê tín dị đoan, tin lời mấy bà bán hàng ở chợ Đồng Xuân mua một đống đồ tào lao hết cả tiền tiết kiệm. May là Hizoji thông não cho rằng giờ anh không chỉ còn làm vì mình mà phải làm vì cả Yukine nữa. Làm cho Zato dường như hiểu ra điều gì đó và quyết định dẫn cả hai đến một nơi bí mật. Tại đây, họ được gặp một con mẹ bánh bèo tóc hồng nhìn có vẻ rất thân thiết và còn nhận mình là bạn gái của Zato. Nhìn mặt mũi không đến nỗi mà đầu óc lại có vấn đề, vì chỉ có người không bình thường mới yêu thằng cha này. Đã thế khi nghe anh kể nghèo kể khổ thì còn xì tiền ra cho, có khi đây là mẹ đường của Zato thì đúng hơn. Nhưng thật ra không phải như vậy khi chỉ ngay sau đó, một người đàn ông vô cùng tức giận phi ra sút vào mồm Zato. Con mẹ tóc hồng bánh bèo kia hóa ra là một nữ thần có tên Kofuku, còn ông chú Daikoku to lớn này là Shinki kiêm luôn chồng bà. Câu trước tôi vừa nói là Daikoku to lớn à, dù sao thì đấm nhau thế thôi nhưng đây cũng là những người bạn khá thân thiện và tốt bụng. Chưa kịp hiểu tại sao hôm nay cả lũ lại ở đây thì Zato lại nhận được một cuộc gọi công việc, anh vội phi vào kéo Yukine đi làm cho Hizoji cũng phải cắp đít chạy theo. Trước khi đi, Kofuku còn nói một câu khiến cho Hizoji phải băn khoăn mãi, rằng Zato nhìn mặt ngu ngu thế thôi, nhưng là một vị thần vô cùng đáng sợ đấy. Là tôi thì tôi chỉ tin cái vế trước thôi, tại thần đáng sợ kiểu gì mà ăn bờ ngủ bụi, xong chuyên đi làm mấy cái việc lặt vặt. Tuy nhiên thì việc của Zato lần này cũng cao cả hơn một tí rồi, anh dịch chuyển đến đúng lúc một thanh niên đang nhảy lầu tự tử.
Hóa ra là anh chàng này trước khi tự tử muốn gọi điện cho mẹ để chào tạm biệt, xui rủi thế nào lại gọi đúng vào số của Gia Tô. Thế thì anh bạn à, chúng mình có duyên lắm đấy, cùng nhau tâm sự về lý do tự tử nào. Thế méo nào thằng cha cũng kể thật, nhưng mà tốt nhất là nên kể nhanh lên một chút trước khi anh tiếp đất bằng mặt rồi tỉnh giấc ở trong nhà xác bệnh viện. Anh thanh niên kể rằng một ngày nọ đi trên Trần Duy Hưng, bản thân đã gặp một cô gái đáng thương ngồi buồn bã giữa phố. 200K đi không em ơi, không à, thế 500K bao phòng, ok đi luôn. Và sau cái đêm định mệnh đó, anh đã trở thành bố đường của cô ta. Tuy là đã có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc cùng con đĩ, tình yêu. Nhưng rồi sau đó vận đen cứ liên tục ập đến anh, tài xỉu thua lỗ, chứng khoán đỏ lòm, nợ nần chồng chất, công ty thì phá sản, người nhà duy nhất quan tâm đến anh là người nhà cái. Thế nên anh đã quyết định tự vẫn để không liên lụy đến người yêu mình. Gia Tô nghe thấy con mẹ này có gì đó quen quen nên yêu cầu được xem ảnh. Thì ối rồi ôi, bất ngờ chưa ông già, con mẹ ngồi trên Trần Duy Hưng lại là cô phu khu tức vị thần xui xẻo, và quan trọng nhất là đầu anh còn có cái sừng to tướng. Bởi nhìn cái ảnh này đi, nó còn có chồng rồi đây này. Yêu ai không yêu lại vớ đúng con mẹ này, Gia Tô đấm cho tên hồ đồ một nhát để thông não hắn. Thanh niên còn trẻ còn khỏe, đã cống hiến được gì cho xã hội chưa, đã học thuộc hết triết học đại cương Marx Lenin chưa, yêu đương làm gì, sao không yêu đảng và nhà nước đi. Nói rồi Gia Tô lập tức triệu hồi Yukine dưới dạng thần khí, anh vuốt ve cậu bé rồi bắt đầu lẩm nhẩm đạo lý, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng, sẵn sàng. Rồi cuối cùng là vung kiếm cắt đứt sợi tơ duyên, đồng thời giúp anh thanh niên đáp đất an toàn sau khi đã sử dụng nửa thời gian của tập phim để rơi tự do. Còn cả nhóm thì quay trở lại chỗ cô Fuku để hỏi ra nhẽ mọi chuyện, con mẹ này thì thản nhiên như chuyện đó là một điều rất bình thường. Trong khi ông chồng thì ghen sôi cả máu lên, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi ổn thỏa. Hơn nữa Daikoku cũng dành lời khen cho Yukine khi mới làm thần khí lần đầu mà đã biết cắt tơ duyên, thằng này khá. Rồi rút ra 5 đồng đưa cho Gia Tô coi như là thù lao cho cả ngày lao động hăng say hôm nay. Trước khi đi, Hizoji mới gặng hỏi về nói của cô Fuku lúc ban sáng, liệu Gia Tô thật sự đáng sợ như vậy sao? Thật ra anh từng là một võ thần khi còn sống, đã giết rất nhiều người, thậm chí đã tự tay xử một thần khí của mình. Tuy nhiên Daikoku đã vội cắt lời vì anh cho rằng câu chuyện đó là từ thời chiến rồi, không giết thì cũng bị giết thôi, bây giờ Gia Tô không có vấn đề gì cả, Hizoji cũng không nên lo lắng. Nhưng mà bảo không lo là không lo thế nào được, cô cứ vẩn vơ suy nghĩ về chuyện tại sao Gia Tô lại xử thần khí của mình. Rồi bỗng nhiên anh xuất hiện, hỏi cô sao lại về muộn thế, tiện thể giải thích lý do tại sao hôm nay bọn họ lại tới đây. Thật ra Gia Tô muốn sau này mình mà có mệnh hệ gì thì Hizoji có thể nhờ cậy vào hai người kia. Cô nghe thấy thì cũng khoái, thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ thằng cha suốt ngày ăn bờ ngủ bụi, lục thùng rác này, hỏng rồi, con đĩ tình yêu đến. Ở một góc khác, Yukine vẫn đang rất vui sướng về những lời khen cậu nhận ngày hôm nay, thì bỗng nhiên, cô gái lén lút theo dõi Gia Tô cùng cậu hôm qua đã xuất hiện ở bên cạnh. Hóa ra đây là Noza, một thần khí cũ của Gia Tô, cô ta nói rằng vẫn đang đợi một ngày được quay trở về bên anh rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Tạm gác lại việc đó và chuyển đến sáng ngày hôm sau, vì Yukine đã thực hiện rất tốt công việc của một thần khí nên Gia Tô quyết định dạy cậu vạch cảnh giới. Thứ này giống như một bức tường vô hình giúp ngăn chặn được bọn Azakashi lao vào và sẽ chỉ có thần khí mới làm được. Yukine tỏ ra rất có năng lực khi chỉ cần một lần thử duy nhất, cậu bé đã tạo ra được một đường cảnh giới vô cùng chắc chắn. Điều này làm cho Gia Tô phải thốt lên là đem, bởi trong tất cả những thần khí anh từng biết thì cậu là người duy nhất làm được ngay trong lần đầu tiên. Tiện nhắc đến những thần khí đã biết, Hizoji lúc này mới thắc mắc về Noza, cô gái đêm hôm trước đã xuất hiện. Gia Tô lúc này mới nói ra với một giọng điệu đầy tự hào rằng cô ta là mỏ vàng của anh. Hizoji bây giờ mới ngớ ra rằng thằng này đã nghèo, không nhà không cửa, lại còn chuyên đi lừa con gái nhà người ta. Để Yukine ở với anh nữa thì có mà hỏng hết một thế hệ, thế nên là cô quyết định từ nay cậu bé sẽ chuyển về sống cùng với mình. Đương nhiên là Gia Tô ứ chịu rồi, nhưng mà anh thì làm gì có tí quyền hạn nào ở đây, bởi Yukine phần vì chán cái cảnh màn trời chiếu đất. Phần vì cậu cũng khoái Hizoji nên là kệ cha ông Gia Tô, dọn đồ về đi theo gái luôn. Lựa chọn của cậu quả là đúng đắn khi Hizoji là một tiểu thư đài các, có nhà mặt phố bố làm to, vào đây Yukine có chăn êm đệm ấm, nước nóng ngâm thân. Trong khi Gia Tô cũng nhân cơ hội này mà vào ăn trực uống chùa, cũng do không ai thấy nên anh cứ tự nhiên ra vào như đúng rồi. Điều này làm cho Hizoji vô cùng là tức giận, nhưng thật ra Gia Tô đến đây cũng chỉ là để tiện bảo vệ cậu bé thôi, bởi vì anh biết Yukine rất sợ bóng tối và quả thật là như vậy. Khi màn đêm buông xuống, cậu bé tỏ vẻ sợ sệt thấy rõ nên Hizoji quyết định cả hai sẽ ngủ cùng nhau. Ôi sợ bóng tối mà được ngủ cùng gái thì tôi cũng muốn sợ. Cả đêm đấy, Hizoji ngủ say không biết gì, còn Yukine với đống hóc môn cùng khẩu súng đang dương lên ở dưới làm cậu không tài nào ngủ được.
Đã thế tâm hồn của người chị bên cạnh cứ phập phồng, làm cậu muốn đưa tay ra làm gì đó làm mà ai cũng biết là làm gì. Người tà dâm thì thường có quỷ theo sau, nên cậu cũng có nguyên con quỷ sứ Gia Tô ở đây. Thật ra giữa sinh kỳ và thần linh sở hữu có một sợi dây liên kết. Nếu như thần khí sinh ra tà tâm, tà dâm hoặc đại loại là ý nghĩ xấu xa thì người sở hữu sẽ bị ảnh hưởng, cụ thể là bị đau và nhiễm xú uế ở sau gáy. Mà sinh kỳ thì xuất thân từ con người nên chắc chắn kiểu gì cũng có tà tâm. Quả thật Gia Tô đã nói thì cấm có sai, bởi vì chỉ ngay sáng hôm sau thôi, trong lúc đi chơi cùng Hiroji, Yukine đã có ý định ăn cắp một chiếc ván trượt và ngay khi bị cô phát hiện cậu bé đã dỗi rồi bỏ đi không rõ tung tích. Điều này làm cho Hiroji thì vô cùng lo sợ, bởi Gia Tô đã nói với cô rằng nếu như tà tâm quá lớn thì thần linh buộc phải xuống tay với vũ khí của mình, nên cô càng sốt sắng hơn trong việc đi tìm kiếm, hơn nữa trời lúc này cũng đã dần tối rồi. Trong lúc thì Yukine đang vô cùng sợ sệt cố gắng chạy thật nhanh đến nơi có ánh sáng. Nhưng rồi một linh hồn ôm chầm lấy cậu, hóa ra cô bé này chưa biết mình đã chết nên vẫn đang đợi mẹ đến đón sau giờ tan học. Yukine buộc phải nén lại nỗi sợ bóng tối, ngồi đợi cùng cô bé mãi đến khi trời khuya. Lúc này thì cậu không chịu được nữa rồi buộc phải nói ra sự thật rằng em chỉ có thể về nhà vào ngày rằm thôi. Thế là cô bé đứng dậy bật khóc rồi dần bỏ đi về phía bóng tối, nơi có một lũ Azakashi đang chờ sẵn. Điều này làm Yukine vô cùng hoảng hốt, may là đúng lúc này thì Hiroji cũng đã tìm đến nhắc cậu sử dụng vạch cảnh giới và cách đó đã thực sự hiệu quả khi nó ngăn được lũ quái vật ra khỏi cô bé. Nhưng Yukine nào đâu ngờ, lúc này linh hồn của cô bé kia đã bị vấy bẩn, nó làm cho cậu không qua thung lũng nhưng cũng bị bóng đêm ghì bàn chân. Rồi dần dần cô bé dễ thương lúc nãy chuyển hóa thành một con Azakashi siêu to khổng lồ, nếu như không phải có Gia Tô đến kịp thì cả Yukine cùng Hiroji lúc này có khi nhập quan rồi. Đúng là chả làm được gì lên hồn, hai chị em này chỉ có ăn với cả báo. Yukine lúc này vội bỏ qua hiềm khích cá nhân, cầu xin Gia Tô hãy cứu rỗi linh hồn cô bé tội nghiệp kia. Nhưng giờ đây khi linh hồn đã bị vấy bẩn thì chỉ có một cách duy nhất là phải xuống tay giúp cô siêu thoát thôi. Gia Tô bắt đầu lao tới, mồm lại đọc mấy câu triết lý, còn Yukine thì đau đớn nghĩ về hình ảnh cô bé tội nghiệp, nhưng rồi cả hai vẫn phải ra tay chém đứt đôi con quái vật để kết liễu nó. Tin tức Gia Tô có một thần khí mới và vừa trừ khử Azakashi ở giữa lòng thành phố nhanh chóng lan ra đến tai một nữ thần đang tắm. Người mà không cần nhìn mặt nhưng cũng biết là xinh gái, dù có là người xấu đi chăng nữa thì tôi cũng không có thù gì với cô ngoài thù đẹp đâu. Tạm rời xa nữ thần cởi chuồng, chúng trở lại với cuộc sống đời thường nay đã không còn bình thường với Yukine khi cậu vẫn luôn ám ảnh bởi hình ảnh của cô bé tội nghiệp ngày hôm trước. Ngay cả những con Azakashi yếu nhất cũng làm cho cậu sợ hãi và lo âu. Yukine bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn rồi cho rằng tất cả là do Gia Tô ép cậu làm như vậy. Cậu còn trẻ, cậu muốn đi chơi, tại sao phải nghe lời của một tên thần ất ơ không nhà không cửa cơ chứ? Thế là Yukine thó luôn cái ván trượt ngày hôm trước cho nó thỏa nỗi niềm. Đương nhiên là điều này khiến cho Gia Tô cảm thấy rất thốn, anh lập tức phải đi tìm ông báo con đấy để dạy cho một bài học. Đúng lúc Gia Tô xuất hiện chặn Yukine lại, định hỏi tội thì Hiroji cũng phi đến. Sợ cậu bé cũng bị xử tử giống như thần khí cũ của anh, nên cô vội vàng bao che, nói rằng cái ván trượt này là do mình mua tặng. Cả ba đang mải nói chuyện thì bỗng nhiên ở phía trên nữ thần cởi chuồng hôm trước đã cưỡi sư tử xuất hiện. Hơi chán do lần này cô đã có nhiều vải trên người hơn, nhưng quả áo kia thì cũng chấp nhận được. Cô ta bất ngờ dùng roi quất xuống nhưng may mắn là Gia Tô né kịp, hóa ra đây là Bisamon, một chiến thần siêu cấp Viperzo. Tất cả những thứ từ con sư tử, dây roi hay đôi hoa tai đều là sinh kỳ. Bisamon đến là để thanh lý môn hộ với Gia Tô, vì thần khí anh giết năm xưa chính là của cô ta. Gia Tô thì cũng chán trốn chạy lắm rồi, bởi vì anh cũng chạy được đâu, thích thì vào đây làm tí công nghệ va. Anh triệu hồi Yukine để quyết chiến một trận sống mái cùng con mẹ vó tu này. Ả ta tiếp tục quất roi nhưng Gia Tô né được, quất tiếp phát nữa thì Gia Tô cũng né nhưng mà né vào niềm tin. Bisamon trói được chân anh, sau đó triệu hồi một khẩu súng bắn ra hai phát đạn, nhưng Gia Tô thân thủ cao vẫn nhanh nhẹn dùng kiếm chém đứt đôi chúng. Cả ái cô này kỳ thật đấy, phòng này chơi dao mà lại dùng súng. Thế là để cho đúng luật thì Bisamon dùng súng bắn cận chiến, hay lắm chiến thần ạ. Thấy Gia Tô cũng có một khẩu ở trong quần, cô quyết định áp đảo số lượng bằng cách tạo ra một khẩu súng nữa. Lần này thì do Yukine đã quá sợ sệt nên Gia Tô không thể chém được đạn, buộc anh phải đánh bài chuồn trong khi con mẹ kia xả súng liên tục. Cùng lúc đó thì cũng một người khác đang chạy như chó đuổi là Hiroji, cô đến chỗ Kofuku và Daikoku để có thể cầu cứu. Tuy ban đầu hai người không muốn can dự vào việc riêng của Gia Tô, nhưng rồi khi Hiroji gặp người cầu xin thì cuối cùng họ cũng đã chịu đi. Về phía Gia Tô, anh cùng Yukine cũng chui vào rừng và thành công cắt đuôi Bisamon. Lúc này cậu bé cũng tra hỏi Gia Tô xem tại sao lại giết thần khí cũ, nhớ một ngày nào đó cậu cũng bị như vậy thì sao? Thay vì trả lời một cách đàng hoàng tử tế giống con người, thì Gia Tô lại chọn làm con CC khi chửi thẳng vào mặt Yukine.
Trong lúc cả hai còn đang mải đấu mõm với nhau thì Bisamon đã lại một lần nữa tìm đến, nhưng lần này cô ta có một cây hàng to và dài hơn rất nhiều. Quả này mà chém thì Yukine thì chỉ có xin là xin vĩnh biệt cụ. Tình thế đang căng thẳng thì cô Fuku bất ngờ xuất hiện và triệu hồi thần khí của mình, nhưng chính vì điều này, con mẹ tóc hồng đã vi phạm một khế ước nào đó khi sử dụng Daikoku và hệ quả là một cổng âm giới được triệu hồi ngay giữa rừng. Điều này lập tức làm Zato bị phân tâm, còn Bisamon thì không để ý cho lắm khi ả vẫn quyết định triệu hồi con sư tử lao đến cắn vào vai anh. Nhưng rồi trong lúc nguy cấp, Noza đột nhiên xuất hiện trong rừng, đọc thần chú gì đó khiến con sư tử đứng khựng lại. Chớp lấy thời cơ, Zato nhanh chóng phản công tặng cho nó một chém thẳng vào mắt. Điều này làm cho Bisamon vô cùng tức giận, buộc phải triệu hồi Kazuma ra để chăm sóc cho con sư tử. Còn ả thì muốn lao vào sống mái với Zato một phen thì bất ngờ bị ngăn lại bởi chính thần khí của mình. Bisamon cuối cùng cũng bị thuyết phục dừng lại khi chỉ một tí nữa thôi nơi này sẽ đầy Azakashi. Tiếp tục đánh nhau sẽ không phải cách hay vì con bánh bèo làm ra chuyện này vẫn còn đang la hét không biết cách đóng cổng, nên ả quyết định rời đi và hẹn gặp lại lần sau sẽ quyết tử một trận. Nhưng lạ thay, trước khi rời đi, thần khí của cô ta lại cúi chào Zato, dường như giữa họ có một mối liên hệ bí ẩn nào đó. Sau đó tất cả thì mọi người cũng đều rời đi để tránh tai họa ập vào đầu, cánh cổng ngày hôm đó đã xới tung hết cả khu rừng lên. Zato thì bị nhiễm xú uế vô cùng nặng bởi tà tâm cũng như hiềm khích của Yukine đối với anh, còn Noza thì lại liên tục xuất hiện mời gọi anh sử dụng cô. Nhưng tất cả điều đó sẽ bị lãng quên hoàn toàn bởi giây phút tuyệt vời này khi Bisamon lại cởi chuồng ngồi tắm. Cô ta đang vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước và rồi triệu hồi Kazuma để báo cáo tình hình. Tính đến nay, cổng vào cõi âm đã mở được 3 ngày, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các đền lân cận, kết giới được tạo ra khá mạnh, đủ để giúp ngăn chặn mọi hiểm họa. Tuy nhiên thì số Azakashi đã tràn ra ngoài trước đó khá nhiều nên trách nhiệm của sự việc lần này cũng một phần là của Bisamon. Thế nên cô quyết định đứng lên, đúng rồi, quyết định quá tuyệt vời, ai đó phóng to cảnh này ra cho tôi với. E hèm đùa tí, Bisamon đi vào trong triệu hồi tất cả thần khí của mình sẵn sàng dọn dẹp tất cả lũ Azakashi đã tràn vào lần này. Trong lúc đó thì Yukine vẫn tiếp tục hờn dỗi và bỏ nhà đi biệt tăm, làm cho Hizoji vô cùng lo lắng tìm cậu ở khắp mọi nơi, thậm chí là đến điện thờ của thần học vấn Tenzin. Bởi cách đây không lâu thì Yuki đã đến đây để xin làm việc cho lão, tuy nhiên là không được nhận. Cũng đúng thôi, nhìn cái dàn thần khí của ông ta đi, hơn nữa Shinki chỉ có thể thờ một chủ nếu không sẽ trở thành Noza. Nghe đến cái tên này, Hizoji mới giật mình nhớ về thần khí cũ của Zato. Tenzin giải thích rằng Noza là tên gọi chung của cái loại thần khí mà lăng nhăng cắm sừng thần linh khi tôn thờ nhiều chủ và chỉ được sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu dơ bẩn, nghe cũng giống làm phò phết đấy nhỉ. Có vẻ như Hizoji đã hiểu ra rằng Zato bị Noza phản bội chứ anh không có lăng nhăng như cô tưởng, tuy nhiên việc chính là tìm Yukine thì vẫn chưa hoàn thành dù cho đã lùng sục khắp nơi. Đang chán đời thì cô bỗng nhiên nhìn thấy Bisamon từ đằng xa, Hizoji hoảng hốt định chạy đi báo Zato, nhưng bất ngờ bị Kazuma chặn lại và đọc thần chú điểm huyệt. Đúng lúc này Bisamon cũng bay đến, tưởng quả này lên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi thì không hiểu sao cô ta lại không thấy gì. Ngay khi vị thần cởi chuồng rời đi, Hizoji mới hiểu rằng Kazuma vừa sử dụng thuật tàng hình để bảo vệ cho mình, hóa ra anh ta làm vậy là để trả ơn Zato từng cứu mạng. Kazuma vô cùng tôn trọng cũng như cảm kích những gì mà ông thần lang thang đã làm trong quá khứ và nói với cô rằng đấy là một người tốt. Tuy nhiên Iato lại đang rất nguy kịch khi nhiễm xú uế vô cùng nặng, anh sẽ phải chết nếu như không xử lý kịp thời trường hợp của Yukine. Câu nói này của Kazuma làm Hizoji vô cùng lo lắng bởi nếu đúng là như vậy thì cô sẽ buộc phải chứng kiến một trong hai người bạn của mình ra đi mãi mãi. Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ tiêu cực đó thì Zato vẫn còn cười tươi lắm khi anh mới nhận được một công việc vô cùng quan trọng rồi đến đón Yukine đi làm cùng. Đang hờn dỗi nhưng mà thấy khẩn cấp lắm thì cậu cũng buộc phải đi theo, liệu là họ sẽ đánh với mấy con quái vật hay chiến đấu với Bisamon vó tu. Nhưng rồi Yukine phải thất vọng ngay sau đó khi việc quan trọng mà ông thần Zato nói lại là đi trong cửa hàng tiện lợi. Đúng là hèn vẫn hoàn hèn, hai người lại bắt đầu cãi nhau tỏi thì Hizoji đã đến cùng với đó là Daikoku và cô Fuku. Hóa ra cô dẫn bọn họ đến để giao cho Zato một nhiệm vụ thật sự, chứ không phải mấy cái tào lao anh đang làm. Hizoji muốn cả hai chiến đấu cùng nhau để có thể hóa giải những hiểu lầm. Tuy nhiên đúng lúc này thì một mâu thuẫn nữa lại xảy ra khi Yukine nhân lúc cả bọn không để ý đã ăn cắp tiền tại quầy thanh toán. Nhưng mà qua mắt làm sao được Zato đây, khi mỗi lần cậu có tà tâm anh lại đau nhức hết toàn thân. Thấy bị nói đúng quá không cãi lại được nên Yukine vùng vằng bỏ đi luôn, chỉ thế là nhanh. Lúc này thì Zato cũng đồng ý đi làm nhiệm vụ được giao, trong khi Daikoku và Kofuku ở lại bán hàng rồi quát khách như con.
Cả người anh bây giờ đau nhức lắm rồi, hơn nữa nếu tà tâm tâm của Yukine không giết chết anh thì lũ quái vật cũng sẽ làm vậy, bởi Zato đã yếu đi trông thấy. Ngay cả Hizoji cũng nhận ra điều này, nhưng cô không muốn thấy ai trong số cả hai phải chết cả. Hizoji ôm lấy mặt của Zato, nói cho anh điều cô luôn giấu kín trong tim. Rằng thần khí duy cho cùng cũng là con người, muốn người hiểu thì phải dùng lời nói chứ không phải là dùng đao, dù sao thì Yukine chỉ là một cậu bé. Những lời này dường như đã chạm được vào trái tim của Zato khiến anh suy nghĩ gì đó. Cùng lúc tại một nơi khác, Noza lại một lần nữa tìm đến Yukine để thao túng tâm lý. Cô ta cho rằng cậu vô dụng, cậu xấu tính, cậu yếu ớt, cậu nhiều tà tâm, thì điều đó cũng khá là đúng mà. Tuy nhiên đúng lúc Yukine đang sợ sệt và dao động thì Zato đã kịp thời xuất hiện, anh triệu hồi cậu dưới dạng thanh kiếm, rồi trấn an là đừng nghe con Noza ăn nói xả lơ. Vì thứ duy nhất Yukine cần quan tâm bây giờ là con Azakashi to đùng đang bay trên trời kia kìa. Bướm to thế này thì chắc là do một bà cô ở Trần Duy Hưng biến thành rồi. Zato nhanh chóng bay lên thật cao, tay cầm thần khí, mồm bắt đầu lẩm nhẩm đạo lý. Cái loại quái vật không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn chém. Tuy nhiên phát chém lần này đã không làm đứt đôi được con quái vật như bình thường, mà chỉ khiến nó bị thương nhẹ. Cũng phải thôi, Yukine tâm lý quá bất ổn nên Zato cũng đã yếu đi trông thấy. Con quái bắt đầu phản công lại khi lao đến ngoạm Zato bay đi. May mắn là anh đã thủ sẵn trong người một chai nước thanh tẩy mới có thể khiến nó nhả ra, nhưng tạt nước mãi chắc chắn không thể giết được nó, còn Yukine thì đang quá yếu ớt. Zato vô cùng phân vân khi Noza vẫn đứng gần đó kêu anh sử dụng em đi, chiếm lấy em đi, nhưng rồi cuối cùng Zato vẫn quyết định Yukine là do mình nhặt về và chính anh sẽ dạy dỗ cậu đàng hoàng. Nói rồi tay anh nắm thật chặt cậu bé, bay vút lên vung tay chém một nhát thật mạnh. Cuối cùng thì con bướm đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước sự mừng rỡ của Hizoji. Bọn họ giờ đã có thể vui vẻ rời đi khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng Noza thì vẫn đứng tỏ vẻ tiếc nuối và ở bên cạnh còn có một tên cao to nào đó đứng nói chuyện với cô. Tuy những hiểu lầm đã tạm thời được xóa bỏ, nhưng vấn đề của Zato thì vẫn còn đó. Điều này vẫn làm Hizoji suy nghĩ mãi. Còn ông Zato thì đúng thiêng, cô mới nghĩ đến thôi là đã có mặt ngay lập tức. Cơ mà có vẻ là không đúng chỗ lắm khi Hizoji đang ở nhà vệ sinh nữ đã thế Yukine cũng xuất hiện ở đó. Làm cho cô tức giận ba máu sáu cơn dã cho hai thằng dâm dê đê tiện này một trận. Tôi cũng đến ạ ông thần này, vào cả nhà vệ sinh nữ để ghi quảng cáo, nhưng mà đó không phải lý do duy nhất Zato vào đây, bởi khách hàng vừa gọi anh đến đây. Thế là Hizoji bắt được thêm một thằng biến thái và gõ cho cả lũ to đầu. Bây giờ cậu bé còn lại mới nước mắt ngắn dài, kể lý do tại sao lại ở đây. Hóa ra đây là Manu, một học sinh thường xuyên bị lũ bạn ức hiếp nên mới trốn vào trong này, đã bị bắt nạt giờ lại còn ăn đánh oan, không ở châu Phi nhưng mà tôi thấy cậu đen quá. Nhưng mà lau mi đi em đừng buồn, vì Zato hiểu những gì Manu phải trải qua là như nào, hơn nữa trường hợp của cậu cũng rất giống với thần khí của anh. Thấy mình bị so sánh với một thằng yếu đuối, Yukine lại một lần nữa tự ái bỏ chạy đi, ông cháu này hay dỗi quá, nhưng mà Zato cũng mặc kệ bởi nhiệm vụ lần này không cần sử dụng đến thần khí. Anh kéo Manu lại rồi đưa cho cậu một thứ gì đó sẽ giúp giải quyết triệt để chuyện này, đổi lại thì Zato xin 5 xu, đúng là việc nhẹ nhưng mà lương không cao lắm. Cùng lúc đó Yukine cũng đã bỏ chạy sang một lớp học, cậu mặc bộ đồng phục ở trên bàn rồi làm những thứ mà một học sinh không làm như ngồi học nghiêm túc, tự mình giải bài tập, không nói chuyện với ai. Nhìn những học sinh xuất hiện ở đây nói chuyện nô đùa cùng nhau cậu cũng thấy vui vẻ hơn nhiều, nhưng rồi Yukine lại nhớ ra mình chẳng có một người bạn nào. Ngoài một ông thần ất ơ vừa chui vào nhà vệ sinh nữ ghi quảng cáo, cậu lại bắt đầu giận cá chém thớt và nghĩ những thứ không hề tốt đẹp. Ở phía khác thì Bisamon cũng đã tìm tới Kofuku và Daikoku cùng với rất nhiều những thần khí kèm với một chiếc áo thiếu vải như mọi khi. Cơ mà không có xô xát gì cả, ngược lại thần cởi chuồng lại tỏ ra rất tôn trọng đối với thần xui xẻo. Cô ta đến chỉ để hỏi về những vị trí các âm khí huyệt đã mở ra để có thể phòng trừ được phần nào hậu họa. Đồng thời cũng hy vọng rằng lần sau Bisamon và Zato làm tí công nghệ va thì mong cả hai sẽ không can thiệp. Trong khi Daikoku thì sợ co rúm cả người thì Kofuku bánh bèo lại tỏ ra mình không hề dễ bị bắt nạt. Cô cũng bảo luôn là lần sau cứ thử động đến Zato thì biết, câu nói này dường như đã làm cho Bisamon rén ngang rồi xin phép cáo từ ngay sau đó. Zato đúng là phúc mấy đời mới có được người bạn tốt như là Kofuku, nhưng mà không phúc lắm khi có một thần khí đầy bất ổn như là Yukine. Quá nhiều tà tâm của cậu bé khiến cho Zato đau đớn và trốn trong phòng y tế ngủ, Hizoji sau đó cũng tìm tới đây muốn vạch áo kiểm tra xem anh có sao không. Giờ thì ai mới là biến thái nào, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt đấm cho Zato một cái rõ đau, nhưng mà rõ ràng anh là nạn nhân cơ mà. Rồi câu chuyện của hai người bỗng bị cắt ngang bởi một cơn bão lớn đang kéo đến ở bên ngoài, tuy nhiên nó lại là cơn bão xuất phát từ tà tâm của con người. Và cụ thể nó đến từ Manu, khi cậu trực tiếp tìm đến thằng hay bắt nạt mình ở trường rồi ném cho nó một con dao dọc giấy.
Đó cũng là thứ mà Zato đã đưa cho cậu khi nãy để có thể giải quyết mọi chuyện. Manu muốn làm một sách với thằng danh con này nhằm giải quyết tất cả ân oán trước giờ. Lòng thù hận của cậu sinh ra một con Azakashi to đùng ở phía sau. Nó xúi giục cậu hãy đâm lòi ruột tên bắt nạt đi. Vượt qua giới hạn đi, Manu ngày một tiến lại gần với con dao trên tay chuẩn bị cho thằng bạn vài cái lỗ trên người. Thì cậu bất giác nhớ đến những lời Zato dặn rằng hãy làm cách này nếu như muốn trở nên mất hết nhân tính. Cộng thêm với việc không muốn vào tù học múa quạt với khá bảnh, Manu cuối cùng cũng đã buông dao xuống. Trong khi thằng bạn của cậu thì sợ đái hết ra quần rồi chạy đi, còn con Azakashi cũng đã biến mất. Cùng lúc này thì Hizoji mới hốt hoảng chạy tới, Zato thì đã đứng ở một góc, sẵn sàng tạt nước thanh tẩy nếu như mọi chuyện đi quá giới hạn. Anh đã rất vui khi Manu nhận ra mình cần phải làm gì và ngày mai sẽ không có bài báo nam sinh đâm chết bạn vì bị bắt nạn nào cả. Cứ tưởng như mọi vấn đề đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một cơn bão vô cùng lớn nữa đến từ tâm trí của Yukine. Cậu ta đã không thể chịu được nữa khi nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi, không bạn không bè không người thân, đã thế lại còn phải làm thần khí cho Zato và đi làm mấy công việc xàm xí. Yukine mất hết bình tĩnh, bắt đầu cầm gậy bóng chảy lên, phang vỡ tất cả cửa kính ở trường học với việc làm đáng khen này. Cậu thành công giúp Zato có một vé ngất luôn tại chỗ khi xú uế đã lan ra khắp cơ thể anh. Hizoji vô cùng hoảng hốt, hóa ra Zato đã luôn nhẫn nhịn cơn đau bao lâu nay bởi vì cô và cũng vì để bảo vệ cho Yukine. Cô mặc kệ việc mình sẽ bị nhiễm xú uế vội vàng cõng anh trên lưng để đi tìm cô Fuku cùng Daikoku giúp đỡ. Tiện đường qua sách luôn luôn ông tướng Yukine đi cùng, nhưng khi đến nơi, mọi chuyện đã không như mong đợi. Bởi khi Daikoku nhìn thấy Hizoji đã nhiễm xú uế liền vội vàng tạo vạch cảnh giới ngăn cách cả ba. Mặc cho những lời cầu xin giúp đỡ thì chỉ có cô được bước vào để được thanh tẩy còn hai người kia sẽ phải ở lại bên ngoài. Cô Fuku dẫn Hizoji vào nhà tắm để gột rửa khi cô mới chỉ bị nhẹ, còn trường hợp của Zato đã quá muộn rồi. Không thể thanh tẩy giống như bình thường được, một là tự anh giết Yukine, hai là thực hiện nghi lễ thanh tẩy chứa rất nhiều những nguy cơ tiềm ẩn. Đó cũng chính là cách mà Daikoku sẽ thực hiện nhưng vẫn phải cần có thêm hai thần khí nữa. Sau khi yêu cầu Yukine phải ở lại nếu không sẽ bị ăn đập, anh vội vàng phóng xe đến các đền thờ để tìm sự giúp đỡ. Trong lúc Hizoji tắm rửa, hú hú, thanh tẩy xú uế muôn năm, tuyệt vời ông mặt trời. Nơi đầu tiên Daikoku đến là đền của thần học vấn, ông ta vô cùng bất ngờ khi tình trạng của Yato lại nghiêm trọng đến vậy. Còn việc cho mượn thần khí Tenjin không ngăn cản nhưng cũng chẳng khuyến khích, bởi một khi nghi lễ không thành công thì sẽ bị Azakashi nuốt chửng. Tuy nhiên vì nể tình xưa nghĩa cũ, Tomone quyết định tham gia liều mình để cứu Zato. Nhưng hai bọn họ thì vẫn là chưa đủ, Daikoku đành phải tiếp tục đi cầu cứu ở khắp nơi. Cơ mà kết quả là cũng chẳng có ai muốn giúp một vị thần vô danh cả, làm Daikoku bất lực gọi điện về thông báo tình hình cho cô Fuku và cuộc nói chuyện này đã bị Hizoji nghe được. Không còn cách nào khác, cô buộc phải xuất hồn để tự mình tìm kiếm người còn lại. Đó có thể là Noza nhưng không được, cô ta kiểu gì cũng sẽ xúi giục Zato xuống tay với Yukine. Vậy thì chỉ còn có một người cuối cùng, lần này Hizoji đành phải liều thôi, được thì ăn cả mà ngã thì ăn lờ. Cô đến thẳng đền thờ của Bisamon hét thật to để cầu cứu Kazuma. Người lúc này đang trong phòng họp cùng với chủ nhân của mình và ra lệnh cho người hầu là không được để bất cứ ai làm phiền. Thấy cách này có vẻ không ổn, Hizoji quyết định thay đổi kế hoạch rồi hét thật lớn, Kazuma ơi em có thai rồi, Kazuma ơi em có thai rồi, và thế là đã thành công kéo được anh ta đến nơi cử hành lễ. Đúng lúc ông tướng Yukine đang định bỏ đi còn tình trạng của Zato thì vô cùng nguy kịch, nhưng cậu bé vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng về việc mình làm nên vẫn vùng vằng. Trong khi Zato đang hấp hối, cũng quyết không nghe lời Kazuma rằng hãy tự xử thần khí của mình, hai bố không biết có luyện thiết đầu công không mà cứng đầu thế. Daikoku liền yêu cầu Yukine phải cởi áo ra, Osake cởi thì cởi sợ cái gì để rồi ngay sau đó cậu phải sợ sun cả vòi vào. Quá nhiều tà tâm làm cho Yukine dần trở nên ô uế và chuẩn bị biến thành một con Azakashi với đầy những con mắt ở sau lưng. Đúng lúc này thì cả ba thần khí, Daikoku, Tomone và Kazuma tiến đến tạo vạch cảnh giới thành hình tam giác nhốt cậu bé ở trong đó. Cô Fuku lúc này mới giải thích cách thức hoạt động của nghi lễ thanh tẩy cho Hizoji, tam giác là tác giam, tác là đánh giam là nhốt, đánh nhốt là cụm từ tả chính xác tất cả. Đây giống như một loại cực hình, thần khí bị giam giữ sẽ vô cùng đau đớn và buộc phải thú nhận những tội lỗi mà mình đã gây ra với thần linh và nó phải diễn ra liên tục không thể bị gián đoạn. Tuy nhiên thì xin lỗi không nằm trong từ điển của Yukine, cậu ta liên tục phản kháng đòi thoát ra trong sự đau đớn. Thậm chí còn nói rằng mình chẳng có lỗi lầm gì cả, vì đằng nào cậu chẳng phải đã chết rồi sao. Ăn cắp tí tiền lẻ thì có gì to tát, người ta lấy 400 triệu tiền donate còn không bị bắt kia kìa. Lời biện hộ cho những suy nghĩ sai trái đó dường như đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Từ lưng cậu mọc ra một đôi cánh, ánh mắt chuyển sang đỏ ngầu, Yukine đang dần dần biến đổi thành một Azakashi. Bấy lâu nay cậu dường như đã suy nghĩ quá ích kỷ khi luôn tự cho rằng tại sao bản thân lại cô độc và bị lãng quên.
tại sao cậu lại không có bạn bè, mà cậu đâu biết rằng xấu tính như cậu thì có cho nó chơi cùng. Tình hình lúc này đã vô cùng nguy cấp, Su Uế đang lan rộng ra toàn cơ thể của Yukine và một khi nó che khuất cái tên mà Zato đặt cho, thì mọi chuyện sẽ chấm hết còn cậu thì trở thành Azakashi mãi mãi. Nhìn thấy Yukine đau đớn, Hizoji không cầm được lòng mà lao đến gần, nhắc cho cậu bé rằng cậu luôn có những người bạn như cô và Zato ở bên cạnh chứ không hề cô độc, nhưng rồi Yukine có vẻ đã mất đi ý thức mà hù dọa Hizoji. Đúng lúc này thì Zato cũng đã gắng gượng dậy, anh yếu ớt nói những câu đạo lý về tình yêu thương, về tình bạn, về tình đồng chí. Đại loại là như thế và rồi gọi thật to cái tên mình đã đặt làm cho nó phát sáng. Yukine dần dần lấy lại nhận thức, cậu cũng hiểu ra được mọi chuyện và vội vàng thú nhận tất cả các tội lỗi, từ ăn cắp vặt, đến đập phá cửa kính, rồi sàm sỡ Hizoji, cậu tuôn ra hết một tràng, rồi đọc câu thần chú em biết lỗi rồi từ nay em không thế nữa. Thế là cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về như bình thường vào sáng ngày hôm sau. Để cho hai ông tướng này hết hoàn toàn Su Uế, ba người kia đã mệt phờ và toát hết cả mồ hôi đít, Zato cùng Yukine vội cảm ơn tất cả và đặc biệt là Hizoji. Khi cô thậm chí đã liều mạng đến tận chỗ Bisamon rồi quyết định không gọi Noza, giữ lại mạng sống của cả Yukine và anh nữa. Sau chuyện này thì Yukine đã thay đổi hoàn toàn, cậu thăm ngàn rất chăm chỉ ở chỗ Daikoku để trả lại chỗ tiền đã ăn cắp, thậm chí còn mượn Hizoji sách vở để học hành. Sự chuyển mình này làm cho Zato và Hizoji mừng phát khóc, tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó và cái giá Hizoji phải trả là 10 triệu yên cho cô Fuku. Mà với học sinh như cô thì chỉ có đi bốc mấy cái bát họ mới đủ tiền trả, đúng là làm ơn mắc oán. Cả ba sau đó cùng đến đền của Tenzin để cảm ơn lão về sự giúp đỡ, đặc biệt là Mazu. Trong khi Hizoji cùng Yukine đi tán phét cùng thần khí cũ của Zato, thì anh đã ở lại hỏi thần học vấn về cách giúp cho Hizoji trở về bình thường. Tại vì Zato đã chót nhận tiền mà vẫn chưa biết làm thế nào, hơn hết là cô đã cứu mạng anh. Thật ra thì Tenzin cũng không rõ lắm, nhưng ông đã gợi ý một cách chắc chắn là không giòn tí nào. Đó chính là cắt đứt nhân duyên của hai người, bởi chính gặp gỡ Zato là lý do Hizoji trở nên như vậy. Điều này đương nhiên là làm cho anh suy nghĩ rồi, tại vì bọn họ đã đồng hành cùng nhau trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Tạm gác lại điều đó và tua nhanh thời gian đến đầu xuân năm mới, cũng là lúc con người ta lên chùa cầu nguyện để đạt được những ước muốn của mình trong tương lai. Hizoji dự tính là sẽ đi cùng với hai người bạn thân của mình, bọn họ cũng nhắc về một vị thần nào đó mà cô chưa hề biết, ra bầu, ra lâu, ra nhanh gì gì đó, nghe nói ông này thiêng lắm, xin quên ai là quên được ngay cơ mà, xin được cả chủ nợ quên tên mình luôn. Nghe vừa lạ mà lại vừa hay, nên Hizoji quyết định rủ Zato đi cùng khám phá xem mặt ngang mũi dọc ông này như nào với lại bao nhiêu xăng tì. Cơ mà anh còn đang mải đi làm nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của năm, đấy là dọn chuồng chó. Năm mới nhưng mà Zato thì vẫn bẩn như cũ, thua cả con chó khi nó có nhà còn anh thì không. Tuy nhiên lúc nghe được rằng ở đền có nhiều đồ ăn miễn phí, anh đã đổi thái độ ngay lập tức, ôi đúng là vị thần vô liêm sỉ. Trong lúc đó đồng chí Hizoji cũng lên đồ đẹp đẽ và được rồi đi thôi. Nhưng cô đâu hay biết rằng từ phía đằng xa Noza cùng tên cao to hôm trước đang âm thầm theo dõi, thậm chí chúng còn lên kế hoạch để xuống tay với cô. Trong lúc Hizoji thì vẫn đang mải vui vẻ và cầu nguyện cùng hai người bạn tại đền của thần học vấn Tenzin, cơ mà chờ mãi thằng cha Zato vẫn chưa thấy đâu, đã muốn ăn trực lại còn hay đến muộn. Ngay khi nhìn thấy, kia bóng dáng ai vụt qua đây một cách đầy quen thuộc. Tưởng đó là cái thằng trễ hẹn nên Hizoji đã vội vàng đuổi theo cho nó một trận mà không hề hay biết rằng Zato thật bây giờ mới đang cùng Yukine chạy tới. Cơ mà đúng lúc này thì anh lại nhận được tin nhắn về công việc tiêu diệt Azakashi ở ngay tại đây, chính là một bọ cạp to vờ lờ to đã ở bên cạnh từ bao giờ không hay. Tiện quá đỡ phải đi tìm, do nhà đang bao việc Zato vội vàng triệu hồi Yukine dưới dạng thanh kiếm. Anh chém liên tiếp hai nhát làm rời càng con quái, rồi bật chế độ bay lên, đọc cho mình câu đạo lý như mọi khi. Cái loại quái vật không làm mà muốn có ăn thì ăn chém và rồi vung tay làm cho nó tan biến trong không trung. Đang gáy bẩn là dễ vờ lờ với Yukine thì Zato phát hiện ra không hiểu sao lũ này vãn còn rất đông, cả họ nhà nó đang ở đây hay sao ấy nhỉ. Nhưng điều đó anh không ngán, bọ cạp tầm này cho ngâm rượu hết, đến là đón mà đụng là chạm bởi Yukine bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ đằng xa tên cao to lúc nãy đứng cùng Noza đang đứng quan sát tất cả, có vẻ như hắn là chủ nhân của những con Azakashi này. Ở phía khác Hizoji đuổi một hồi thì chẳng thấy Zato đâu mà chỉ thấy con danh Noza, hóa ra nó đã có chủ mưu dẫn cô ra đây. Bởi ả cũng đã biết cô chính là người đã giúp lễ thanh tẩy của Yukine thành công và không thích điều đó. Sau đó Noza lập tức triệu hồi ra một đàn sói đeo mặt nạ và bắt đầu rượt đuổi cô. Làm cho Hizoji chạy như bị chó đuổi, à mà đúng là thế thật, giờ mà cô có con Exciter thì chưa biết ai đuổi ai đâu. Tuy nhiên thì hai chân sao sánh được bốn chân, đến cuối cùng thì Hizoji cũng bị dồn vào thế bí và chỉ may mắn thoát nạn khi ánh mặt trời ló dạng, làm tan biến tất cả lũ quái vật.
Nhưng mà Noza thì không, cô ta bước ra đe dọa Hiroji rằng nếu không quên Zato đi thì anh sẽ chết. Bởi thần Zabou đã thức tỉnh rồi, vị thần của tai họa một khi đã ngắm ai thì người đó sẽ chết và mục tiêu của hắn lần này chính là Zato, người vẫn đang vật lộn với đám bọ cạp. Càng đánh thì chúng lại càng nhiều và bắt đầu bao vây lấy anh, thế thì tốt, có bữa buffet bọ cạp luôn. Zato nắm chặt lấy Yukine, lại bắt đầu đọc đạo lý. Anh vung tay thành hình vòng cung chém một đường làm tất cả bọn chúng tan biến và đâm chết nốt cái con định cắn trộm này rồi vui vẻ rời đi. Đương nhiên điều này làm cho tên Zabou tức giận lắm vì không ngờ khả năng của võ thần lại kinh khủng tởm vậy, đúng là không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên khả năng đánh đấm của Zato lại tỷ lệ nghịch với độ đúng giờ của anh, hẹn từ khuya mà đến sớm mới có mặt. Không hiểu là Hiroji dỗi hay quyết định bảo vệ Zato nhưng cô đã giả vờ là không quen biết anh. Tập tiếp theo bắt đầu bằng những hình ảnh trong quá khứ của tên Zabou khi hắn cầm kiếm giết hại rất nhiều sinh mạng. Bên cạnh đó có một người nhìn vô cùng quen, đó chính là Zato khi trong quá khứ cả hai từng là đồng nghiệp của nhau. Trong khi bây giờ hắn là thần tai họa thì anh lại là thần đau khổ, thần đăng khi biết Hiroji đã quên mình. Cái đặc biệt là cô chỉ quên đi Zato thôi còn Yukine thì vẫn nhớ. Không thể nào mà vô lý đùng đùng thế được, chả nhẽ Hiroji định đi thi sân khấu điện ảnh. Anh còn chưa kịp cắt đứt nhân duyên giữa hai người nữa, cô mà quên thì biết ăn trực ở đâu nữa đây. Thế là từ ngày hôm đó Zato quyết tâm sẽ gợi nhớ cho Hiroji tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, bắt đầu bằng nơi đầu tiên mà bọn họ gặp gỡ, chỗ cô bị xe buýt tông trúng. Cơ mà Hiroji vẫn chưa nhớ, thế từ từ con mèo này thì sao, nó là Trần Đức Bo à. Thấy cách này vẫn không được Zato quyết định chơi lớn, bảo cô hãy lên giường cùng mình như lúc ở bệnh viện. Thế là Hiroji đã không nhớ được gì mà lại còn sút cho anh một phát trái đít. Sau cả một ngày dài miệt mài thế mà cô vẫn hoàn toàn không biết Zato là thằng bỏ mẹ nào. Anh lúc này tuyệt vọng lắm rồi và quyết định sẽ vẽ một quyển truyện để gợi nhắc cho cô những gì đã xảy ra. Zato cùng Yukine dùng tất cả 5 yên kiếm được từ việc dọn chuồng chó chỉ để mua bút màu các kiểu nhưng trên đường về họ lại đụng mặt với Noza và chính cô ta là nguyên nhân cho chuyện này. Hóa ra Hiroji đã bị tước đi ký ức vào cái đêm hôm trước bởi chính con danh con này, nhưng không chỉ có Noza xuất hiện ở đây mà còn có cả tên Zabou nữa. Hắn triệu hồi cô dưới dạng thanh kiếm rồi tiến đến chỗ Zato giao chiến, buộc anh cùng Yukine cũng phải ra tay. Cả hai lao vào cống hiến cho chúng ta một màn đọ kỹ năng mãn cái lỗ nhãn, Zato chém liên tục nhưng hắn quá nhanh né được tất cả mọi đòn. Đã thế lại còn xoay kiếm cắm xuống đất trực tiếp tạo ra một luồng khí tấn công anh. Lúc tưởng chừng như động được vào tên này thì không, đó chỉ là một ảo ảnh tạo ra từ không khí, Zabou bất ngờ xuất hiện từ trên trời rồi đâm xuống một nhát chí tử. Tuy Zato đỡ được nhưng tên này bắt đầu giở chiêu thao túng tâm lý. Hắn liên tục nói hãy trở về với bản chất thực sự của mình đi, tí thì đã khiến anh mất hoàn toàn ý thức nếu như không có Yukine gọi. Trong lúc bọn họ làm tí công nghệ va thì cùng lúc trên bầu trời xuất hiện một cơn bão vô cùng lớn, kèm với đó là rất nhiều những con Azakashi được giải thoát. Nhưng mà mặc kệ trời đất cả hai vẫn tiếp tục lao vào nhau, nhưng lần này Zato đã thất thế hoàn toàn, thậm chí hắn còn làm Yukine bị thương, buộc anh phải để cậu trở lại dạng bình thường. Cơ mà tên Zabou cũng dừng lại ở đó rồi biến mất, còn Noza thì giao hẹn nếu Zato đánh bại được thần tai họa thì sẽ trả lại ký ức cho Hiroji. Yukine tối hôm đó hốt hoảng kể lại câu chuyện cho Daikoku cùng Kazuma nghe. Cả hai bắt đầu giải thích cho cậu về nguồn gốc xuất xứ của cái tên trời đánh Zabou này. Hắn được sinh vào thời chiến với nhiệm vụ là một lính đánh thuê. Khi những kẻ như vua chúa cần chúng làm những việc bẩn thỉu và thường tất cả những người như chúng sau khi chém giết sẽ bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Sau đó vì sợ bị ám nên người dân mới lập đền thờ và gọi hắn là thần tai họa, vị trí được sinh ra để đáp ứng những lời thỉnh cầu đen tối của con người như giết chóc. Hắn sẵn sàng xuống tay với tất cả từ Azakashi, linh hồn, con người thậm chí là thần linh. Điều đó làm cho Yukine vô cùng lo sợ nhưng cậu thì vẫn muốn lấy lại ký ức cho Hiroji hơn. Tuy nhiên Zato lại không nghĩ như vậy, sau khi anh đến và tham vấn thần Tenzin, ông ta cho rằng đây là một cơ hội tốt, để Hiroji có thể quên đi tất cả về thế giới này, bởi cô đã quá lún sâu vào nó, về những thứ cô không nên biết, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Yukine ứ chịu vì cậu đâu có nghĩ đến điều đó, cậu sẽ sử dụng cuốn truyện mà Zato đã vẽ để tìm lại những gì đã mất. Tuy nhiên, dù có cố gắng như nào thì cũng vô dụng, Hiroji chả nhớ được gì cả, mặc dù cô cảm thấy thằng cha này quen lắm hình như gặp ở đâu rồi. Đang định xin cuốn truyện về để nghiên cứu thêm, xem có thể nhớ ra được gì không thì một điều bất ngờ đã xảy đến. Cô cũng quên mất Yukine là thằng bỏ mẹ nào luôn, trong khi câu trước vừa chị em xong. Để giải thích cho điều đó thì hãy đến với chỗ của Zato, vốn là sẽ không có ý định đánh nhau với tên Zabou để lấy lại ký ức cho Hiroji, nhưng con danh Noza thì đâu có tha cho anh dễ như thế. Nó đã ép anh phải đến bằng cách làm Hiro quên tất cả mọi thứ, nếu không có mặt kịp thời thì sớm muộn. Cô cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn mà thôi và chắc chắn Zato cũng chẳng có lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh đến tìm Yukine, người đang ngồi khóc ở bờ sông sau khi chuyện vừa rồi xảy ra.
Zato bắt đầu công tác tư tưởng các thứ các kiểu, rằng chuyến này đi dễ khó về, nếu như giao chiến đến cùng rất có thể Yukine sẽ bị gai, ngã gãy. Trường hợp xấu nhất thì cả hai chuyển từ đi bộ sang đi xe rồng và mặc áo quan. Nhưng tất cả những thứ đó có quan trọng gì chứ, khi Joji mới là sứ mệnh của họ. Cô đã từng liều mình cứu mạng và giờ Zato cùng Yukine cũng sẽ làm vậy. Trước khi đi cả hai đã đến để gặp lại Hizoji, người lúc này cũng mới ra khỏi nhà để đi học. Trong cơn mưa tầm tã, cả hai bắt đầu nói những lời xến xúa một cách vụng về mà tôi chả biết tả như nào cho đúng. Ấy thế mà Hizoji lại khóc vì cảm động mặc dù cô chả nhớ cái của nợ gì, ảo thật đấy. Nhưng rồi thời khắc cũng đã điểm, cả hai từ biệt Hizoji rồi bắt đầu dịch chuyển đi. Cơ mà đúng lúc này Hizoji lại xuất hồn và tất cả đã cùng nhau đến được ngôi đền của thần tai họa, cũng chính là căn nhà cũ của Zato và tên Zabou cũng đã đứng ở đây từ chiều để đợi họ. Hắn ngay lập tức triệu hồi thần kiếm làm anh vội yêu cầu Hizoji rời khỏi đây rồi cũng ngay lập cho Yukine biến hình. Hai vị thần tai họa lại tiếp tục lao vào xô xé nhau, Zato liên tục vung kiếm nhưng hắn vẫn quá nhanh đã né được mọi đòn đánh. Hơn nữa tên Zabou lại cắm kiếm xuống đất, nhưng lần này là tạo ra bóng nước giam giữ anh, thứ này dường như không thể phá vỡ ở bên trong, dù cho Zato có cố đâm chọc. Đang loay hoay không biết làm gì, thì Hizoji lại xuất hiện kéo được anh ra ngoài. Ai sờ chết tịt, cái đồ chết tịt này sao cô vẫn ở đây? Thấy mình có vẻ hơi nặng lời nên Zato điều chỉnh lại tông giọng để cảm ơn Hizoji. Tuy nhiên cảnh đó đã bị tên Zabou nhìn thấy, hắn biết tại sao anh lại trở nên yếu đuối và nhu nhược như vậy rồi. Những phát vung kiếm của Zato dễ dàng bị bắt bài, lúc nào cũng chậm như đang dùng VNBT vậy. Nhân lúc anh không để ý, hắn lao tới định chém Hizoji nhằm mục đích kích động nhưng may Zato đã cảnh giác dùng Yukine chặn nhát kiếm đó rồi dẫn cô cao chạy xa bay. Còn lúc này ở phía trong thành phố cơn bão lại được hình thành thậm chí còn to hơn trước nhiều lần, đám Azakashi bay kín trời làm Bisamon phải vô cùng vất vả. Bởi đây không phải cơn bão tầm thường mà thứ này được tạo ra khi hai vị thần tai họa giao chiến với nhau và đang thất thế thì chắc chắn là Zato. Người còn có một mối lo khác ngoài đánh nhau đó chính là Hizoji. Anh quyết định Yukine sẽ đưa cô đi trốn trong khi mình đánh lạc hướng tên điên kia, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã đuổi đến và đứng ngay trên đầu cả bọn. Cơ mà lần này Zabou chẳng thèm vung kiếm chém ai nữa mà chỉ lấy ra viên ngọc chứa ký ức của Hizoji rồi khiến nó vỡ vụn ngay trước mắt Zato. Điều đó đồng nghĩa với việc cô trở thành một cái xác không hồn, nói theo thuật ngữ sinh học đấy là người thực vật. Yukine thì đau đớn và khóc lóc còn Zato thì không, anh bế lấy Hizoji rồi đặt tại một góc. Lấy chiếc khăn băng bó vết chảy trên cánh tay nhỏ nhắn đã vả bôm bốp vào mặt mình nhiều lần trước đó. Hành động của tên Zabou đã chính thức làm Zato thả con chó điên trong anh ra. Động vào tao thì không sao chứ mày động vào bạn tao thì mày sai rồi con ạ, bố giết mày thằng chó. Ánh mắt Zato trở nên khác biệt và đầy căm hận, anh triệu hồi Yukine lạnh lùng chém cho tên kia một nhát vào người khiến hắn bay văng đi xa. Giờ thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, Zato nhanh hơn mạnh hơn, chém phát nào là thốn phát đó. Cả hai vung kiếm tới tấp tạo ra một cột lốc xoáy khổng lồ và rồi keng, lưỡi kiếm của Zato dừng lại trên vai của Zabou. Thế mà thằng điên này nó còn cười, hóa ra hắn đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này. Biết mình đánh không lại, Zabou triệu tập tà khí truyền thẳng vào trong con mắt rồi đồng nhất với đám Azakashi. Trái với sự tự tin của hắn thì mặt Zato vẫn lạnh tanh, thích chơi hách thì bố mày cũng chiều. Cả hai lại bắt đầu lao vào chém nhau không khoan nhượng, mờ thanh leng keng vang lên liên hồi. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra đúng theo nghĩa đen, khói bụi mù mịt, thậm chí những nhát kiếm còn chém đứt cả đá sỏi. Đang đánh nhau hăng thì Yukine bỗng cất tiếng gọi Zato cảnh báo về việc Hizoji sắp bị đá đè chết, làm anh bỏ ngang việc đánh nhau, lao tới và cứu cô. Còn Hizoji thì chưa chết hẳn mà đang ghi cảnh và chơi vơi giữa dòng ký ức. Nhưng rồi cô ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, mùi của sự lang thang, mùi của mấy cái bãi rác gần nhà cô, mùi của tất thối, ôi cả mùi cái chuồng chó nhà hàng xóm nữa. Hizoji dần lấy lại ký ức về tất cả bằng sức mạnh tình bạn và hơn hết là mũi cô không chịu nổi nữa rồi. Cô bắt đầu ôm lấy Zato, người đã sẵn sàng lao vào để bảo vệ khi những viên đá rơi vào. Hizoji gọi tên làm anh tỉnh dậy và tặng cho anh một cú đạp vì cái tội dám ôm khi chưa cho phép, biến thái nó vừa. Thế này thì đích thị là cô đã nhớ lại tất cả rồi, chưa bao giờ bị đá mà Zato lại vui mừng đến thế. Nhưng chưa kịp hạnh phúc bao lâu thì Zabou đã lao đến, hắn tóm lấy chân của Hizoji rồi lôi về. Hắn muốn hút linh hồn của chính cô, sử dụng nó để giết chết Zato nhưng chắc chắn anh sẽ không để cho hắn làm như vậy được. Trong thời khắc quyết định, Zato nắm chặt Yukine, tin tưởng vào cậu, tin tưởng vào việc bọn họ sắp làm bây giờ. Anh vuốt cây kiếm của mình, cây ở ngoài chứ không phải ở trong quần, miệng bắt đầu đọc hiệu lệnh kèm câu đạo lý quen thuộc, cái loại không làm mà muốn có ăn thì ăn bầu đuổi ăn chém. Zato vung tay một cái, nhát kiếm bay đi theo đường Bluetooth chém bay đòn đánh của tên Zabou và chém đứt luôn cả những vong hồn ở trong người hắn, làm tất cả những Azakashi tan biến ngay trong không trung.
Tên Jabou gục xuống để Hiroji được giải thoát. Cô vội vàng ôm lấy Zato muốn được nhanh chóng trở về, nhưng anh vẫn còn một công việc cần phải giải quyết nốt ngay lúc này. Đó chính là kết liễu tên thần tai họa lắm mồm này. Nhát chém chí tử làm hắn bị đánh bại, nhưng cái mồm của tên này thì không khi vẫn hoạt động hết công suất. Hóa ra hắn đã duy trì hình dạng bằng lời nguyền để có thể quyết chiến với Zato một trận, và giờ khi thua cuộc cũng là lúc cơ thể này tan biến. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc, không còn vị thần tai họa nào nữa, bởi Zato đã cải tà quy chính thành thần dọn chuồng chó. Cơn bão trên bầu trời cũng dần tan đi trong sự hân hoan của tất cả. Cả ba vui vẻ trở về, à thật ra là hai thôi, bởi Zato không vui vẻ lắm khi anh muốn Hiroji hãy cắt đứt nhân duyên với mình để có thể được hạnh phúc về trở lại bình thường. Nhưng mà còn lâu muốn mà được à, bởi vì bây giờ hạnh phúc của cô là được ở cạnh Zato và Yukine. Nói thế thôi chứ anh cũng thích bỏ mẹ, nhưng mà muốn điều đấy thì không miễn phí đâu, cho xin 5 xu nào. Và đó cũng là kết thúc của mùa 1 của bộ anime Thần Vô Gia Cư. Hẹn gặp lại các bạn tại phần 2 cùng với những hành trình thú vị hơn của Zato cùng những người bạn, và quan trọng nhất là các cảnh cởi chuồng của Bisamon. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Người đời đã có câu ai rồi cũng khát, và Bisamon cũng vậy. Một điều rất tồi tệ đã xảy ra, đúng vậy, rất tồi tệ khi cô ta không còn cởi chuồng như trước nữa. Nhưng Bisamon còn thấy thứ đáng sợ hơn rất nhiều khi mơ về hình ảnh Zato trong quá khứ lần lượt giết hại những thần khí của mình trong khi bản thân cô bị nhiễm xú uế nặng nề. Ehem, dù sao thì việc quyết định xuống tay trả thù Zato, cô ta chắc chắn sẽ không thay đổi. Có một thứ cũng không hề thay đổi nữa, đó chính là độ phèn của Zato. Vâng đúng vậy, anh vẫn là thần vô gia cư, thần đằng, thần dọn chuồng chó như mùa trước. Zato thường xuyên cùng Yukine lang thang đầu đường xó chợ kiếm việc làm để có đủ tiền xây đền thờ, rồi một ngày nào có thể từ đáy xã hội mà đi lên. Còn một người nữa cũng không thay đổi nhiều, đó chính là Hiroji. Năm nay sắp diễn ra một kỳ thi vô cùng cùng quan trọng, đánh dấu một trang mới trong cuộc đời cô, đó chính là vào cấp 3. Và Hiroji đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng bằng cách ngủ gật tại lớp. Thật ra tình trạng xuất hồn của cô chưa hề thuyên giảm mà thậm chí còn diễn ra thường xuyên hơn. Tất cả là do thằng cha Zato nhận tiền xong vẫn mãi đi làm mấy việc khác. Cụ thể việc ở đây là thay tã cho trẻ em, đúng là vua của mọi nghề, việc gì anh cũng biết làm. Hiroji rảnh không có gì làm nên cũng dựa theo mùi thơm để đến được đây để hóng hớt cùng cả hai. Đang mãi đứng tán phét với nhau thì căn nhà bỗng tắt ngúm điện, tất cả các cửa bị đóng sập và rồi một con mắt mở ra. Hóa ra ở nơi này cũng tồn tại một con Azakashi vô cùng to lớn dưới hình dạng gấu bông. Nhưng mà em đen lắm, khi thần Zato đang hiện diện tại đây cùng với Shinki của mình. Anh nhanh chóng triệu hồi Yukine dưới dạng thanh kiếm, rồi vung tay chém một nhát khiến nó bị thương nặng. Đang định làm nốt nhát nữa thì con Azakashi bất ngờ tự chữa lành những vết thương ở trên người nó. Bây giờ thì Zato mới nhận ra điều bất thường ở đây, con quái này không hề giống những gì họ đã gặp trước đó. Nó chỉ là một ảo ảnh do chính tâm trí đứa trẻ tạo ra trong gương. Bởi ước muốn là có một người bạn chơi cùng nên cậu bé luôn với lấy hình ảnh phản chiếu của mình, từ đó tạo ra cơ hội cho Azakashi thâm nhập vào. Nếu không xử lý nhanh thì nó sẽ thôi miên người mẹ để bà tự sát hại chính đứa con của mình. Gánh nặng bây giờ sẽ được dồn lên vai Yukine, bởi trong không gian chật hẹp này cậu phải tự vạch ra ranh giới xem mình sẽ chém vào đâu. Tuy có chút lo lắng, nhưng với lời động viên của tất cả thì sự tự tin của cậu ngay lập tức được lấp đầy. Zato bắt đầu vuốt Yukine, miệng lẩm nhẩm câu đạo lý quen thuộc, cái loại quái vật không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn chém, rồi vung tay khiến nhát kiếm bay thẳng vào gương kết liễu con quái vật. Anh chợt nhìn thấy một cái mặt nạ nhìn rất quen rơi ra. Tuy là con Azakashi đã bị hủy diệt nhưng cái phòng khách của chủ nhà cũng vậy. Điều này khiến cả lũ phải dọn dẹp một buổi không công trước khi ra về, chứ không thì Zato cũng có đền, nhưng mà là đền tiền cho cái bãi chiến trường này. Làm đến bục cả mặt ra mà chỉ được có 5 cái đồng bạc lẻ, cả hai lại phải tiếp tục lang thang trên phố để tìm thêm việc làm. Đúng lúc này thì bọn họ lại nhìn thấy Bisamon cũng có mặt tại đây, may là Zato trốn kịp không thì lại rắc rối to với con mẹ này. Hóa ra cô ta đang có mặt tại đây để cứu giúp một linh hồn tội nghiệp bị Azakashi tấn công. Thần chiến tranh nên trên người chỉ thiếu vải chứ không thiếu vũ khí. Cô nhanh chóng phân tích điểm yếu của con quái rồi dùng súng bắn, dùng roi quật, nói chung là dùng tất cả vũ khí mình có để kết liễu nó một cách dễ dàng. Sau đó Bisamon đáp đất, lấy dao để cắt bỏ đi phần đã biến thành Azakashi của linh hồn kia. Rồi bắt đầu triệu hồi, đặt tên biến cô gái thành thần khí của mình dưới dạng một cái gương vỡ. Bạn thắc mắc tại sao lại là một cái gương vỡ ư, thì do những linh hồn khuyết thiếu sẽ chỉ có thể trở thành những thứ như vậy. Thế còn tại sao Bisamon lại đi cứu lấy một thứ như thế? Để trả lời cho câu hỏi đó thì hãy đến với biệt phủ của cô ta, nơi không khác gì một cái trại tị nạn. Bởi cô gái này không phải trường hợp đầu tiên mà Bisamon cứu, mà còn rất nhiều những người khác nữa. Họ đều đã trở thành thần khí và được cô đưa về nhà nuôi. Tuy nhiên thì số lượng Shinki lúc nào cũng tỷ lệ nghịch với số vải trên người Bisamon, một lần nữa thì cô ta lại cởi chuồng.
Trong khi liên tục gặng hỏi Kazuma về tung tích của Zato và nhận lại câu trả lời là không biết, thì có một tên khác cũng là thần khí của Bisamon đã vào mách lẻo về chuyện hôm trước Kazuma tham gia lễ thanh tẩy, tuy nhiên tạm thời là cô ta chưa tin điều đó. Ở phía còn lại, Yukine trong lúc dạo chơi thì đã làm quen được một người bạn mới cũng làm Shinki giống cậu. Không biết là tình cờ hay do có sắp xếp mà anh bạn này lại chính là thần khí của Bisamon. Nhưng chắc chắn đây là một sự toan tính khi từ đằng xa có một tên đeo mặt nạ đang vô cùng đắc ý chứng kiến tất cả. Hóa ra tên này là Kugaha, một trong những thần khí của Bisamon. Hắn lại đang liên hệ với Noza định tiếp cận Zato để thực hiện kế hoạch gì đó. Tạm gác lại những ý đồ xấu xa và đen tối, hay đến một nơi có những điều trong sáng hơn. Cụ thể là Yukine từ ngày có bạn mới cậu ta lạ lắm, còn gọi Zato để thưa chuyện nghiêm túc các thứ các kiểu. Uno đừng nói là Yukine bị bê đê nhé, Zato có vẻ sẽ không thích kiếm của mình cong đâu. Cơ mà người từng có ý định sàm sỡ Hizoji thì chắc không thể như thế được. Chắc là do ở quá lâu với ông thần đằng Zato nên việc có một người bạn mới làm cho cậu vô cùng phấn khích. Thậm chí là hôm nay khi cả hai vừa cùng nhau xử xong một con Azakashi thì Yukine đã vội vàng chạy đi đến điểm hẹn. Nơi mà Suzuha đang đợi sẵn cậu, cả hai đã rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Anh bạn này có vẻ không biết gì về mối thù của Zato và Bisamon. Cậu ta rất vui vẻ kể về vị thần của mình, một người da trắng, tâm hồn tròn, đã thế lại còn hay cởi chuồng trong lúc tắm làm Yukine khoái khoái chảy nước miếng. Trả bù cho thần của cậu suốt ngày đưa cậu đi lục thùng rác với cả dọn chuồng chó. Suzuha sau đó còn dẫn Yukine đến một cây anh đào do tự tay mình trồng từ lúc chưa tạ thế. Cái cây này đại diện cho cuộc đời trước đó của cậu ta. Chuyện là Suzuha cờ rút một cô bé, người có bà ngoại sinh sống ở đây nên chỉ đến vào dịp hè. Hai người đến nay quen nhau được ngót nghét 30 năm rồi, nhưng bọn họ lại chỉ là bạn thôi. Đã thế cô gái ấy đã hứa hẹn sẽ cùng cậu ngắm hoa anh đào khi cái cây này lớn. Nhưng từ khi Suzuha chết thì cậu chẳng gặp lại cờ rút của mình lần nào nữa. Rất có thể cô ấy đã lãng quên cậu mãi mãi và giờ đây đã có chồng con để huề rồi. Nhưng Young Boy si tình Suzuha vẫn tin một ngày nào đó người đó sẽ đến và cùng cậu ngắm hoa anh đào. Câu chuyện này làm Yukine nhận ra một điều gì đó: khi những người còn sống dần sẽ lãng quên những người đã chết, cậu vội nhớ đến Hizoji. Cậu kể lại cho Zato về những lo lắng của mình, mà đâu biết rằng đấy cũng là những suy nghĩ của anh. Một ngày cô đi theo chồng thì ai cho anh ăn trực, ai cho anh ăn đập, ai sẽ gọi anh là thằng biến thái. Cả hai vì thế sẽ quyết tâm bằng mọi cách không để cho Hizoji quên đi mình. Nhưng Yukine ít nhất còn có người nhớ đến bây giờ, còn Suzuha thì không được may mắn như vậy. Năm nay vẫn một mình đứng dưới gốc anh đào, đã thế người cậu gọi là thầy lại chính là người trực tiếp kết thúc mạng sống của cậu. Trong lúc Suzuha đang ở bờ sông thì tên Kugaha đã đến đem theo một đàn sói. Hắn cho chúng sâu xé thể xác của cậu bé đáng thương một cách đầy dã man. Ngay lúc thần khí của mình bị sát hại, Bisamon cũng bị tỉnh giấc khi cảm nhận được nỗi đau đó. Cô ta nhận ra sự biến mất của cậu bé Suzuha nên đã đi gặng hỏi tất cả các thần khí trong nhà. Để rồi phát hiện ra gần đây, một số Shinki đã bị hãm hại và chơi xấu. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Bisamon đang bị nhiễm xú uế khá nặng. Điều này buộc Kazuma buộc phải triệu tập tất cả các thần khí trong nhà để làm một bài kiểm tra. Người giúp anh làm điều này lại chính là tên Kugaha. Kiểm tra ở đây là lột hết quần áo để xem cả thân thể, anh em tránh ra để tôi giám sát vụ việc nghiêm trọng này cho. Kết quả dù đã khỏa thân hết cả nhà, người cuối cùng là tên Kugaha cũng đã vạch cả cây láp của mình ra khoe nhưng lại chẳng thấy ai có biểu hiện bất thường nào cả. Đúng lúc này thì Bisamon cũng đã thức giấc, nhưng kỳ lạ thay trên cổ cô ta lại chẳng có vết xú uế nào cả. Còn Kazuma sau sự việc này đã nhận lại nhiều lời bàn tán về sự lộng quyền của mình. Nhưng tôi mà là anh thì một ngày phải bắt cởi quần áo kiểm tra vài lần cho chắc ăn. Về phía Zato dường như anh cũng đã đánh hơi được điều gì đó xảy ra dưới gốc cây anh đào và lờ mờ đoán ra chuyện đã xảy đến với Suzuha. Nhưng đúng lúc này tên Kugaha cũng đã xuất hiện tại đây. Cả hai sau một màn combat mõm nảy lửa thì cũng có một pha giao chiến nảy lửa không kém. Tên Kugaha khinh thường Zato không có thần khí trong tay, liền lập tức xuất chiêu bắn ám khí liên tục, nhưng mà nhìn mặt anh cứ thế thôi chứ không phải dạng vừa đâu. Zato vừa chạy thật nhanh về phía hắn, vừa né được tất cả các chiêu thức, thành công vả vào mõm thằng danh con này một phát. Ra đâu rồi mà non, anh toan lao lên ra đòn kết liễu thằng này luôn thì hắn đã triệu hồi ra một con Azakashi to đùng làm Zato bị đẩy lùi về phía sau. Tuy nhiên, tên Kugaha này chỉ có ý định thăm dò thực lực của Zato chứ không muốn sống mái một trận ngay bây giờ. Hắn hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa và biến trở về trong rừng nơi có con danh Noza đợi sẵn. Hóa ra tên này có kế hoạch lợi dụng Zato để lật đổ Bisamon. Khi đường đường là một thần chiến tranh nhưng cô ngày một nhu nhược và suy yếu thành thần cởi chuồng. Hắn đã dùng cái chết của Suzuha để làm các thần khí trong nhà mâu thuẫn làm Bisamon nhiễm xú uế rồi yếu dần. Chỉ cần kích động mối thù của cả hai để Zato xuống tay nữa là xong. Bản thân tên này đã kích động một thần khí tên là Aiha để gây chuyện với mọi người trong nhà.
Kugaha đã lợi dụng lòng ích kỷ cùng với ý đồ muốn được Bisamon chú ý hơn của cô ta để tạo ra tất cả chuyện này. Đúng là lắm đờ ra ma, hít to cả phổi, cứ nhặt lá đá ống bơ sống qua ngày như Zato có phải đỡ không? Tiện nhắc đến Zato thì không biết những lời Yukine nói hôm trước có ảnh hưởng gì không, nhưng mà anh dạo này rất tích cực theo dõi Hizoji. Có vẻ Zato cũng sợ cô quên đi mình thật. Nhưng thay vì bày tỏ thật thì anh lại ngại ngùng các thứ đồ rồi hỏi cô mặc su chiêng màu gì. Khỏi phải nói thì lời này giúp Zato nhận được một cú sút vào đít miễn phí. Anh trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu bởi không chỉ có chuyện đó, mà anh cũng không biết nói với Yukine thế nào về chuyện người bạn mới của cậu đã chết ngoài việc cấm tới chỗ cây anh đào. Ở phía còn lại thì Kazuma cũng đến để xin lỗi tên Kugaha vì cuộc kiểm tra đột xuất vừa rồi. Đồng thời nhờ vả hắn đến chăm sóc Bisamon thay mình trong khi bản thân tới cõi dương để điều tra về cái chết của Suzuha. Thế thì tên bỉ ổi này không tội gì mà tận dụng lấy cơ hội này, chọc gậy bánh xe với Bisamon về việc Suzuha trở thành bạn với Yukine, làm cho cô ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Còn Yukine dù Zato có cấm nhưng mà càng cấm thì cậu lại càng làm. Trong lúc đánh lạc hướng anh bằng đồ ăn thì Yukine lại chạy đến gốc anh đào hôm trước. Tuy nhiên Suzuha đâu thì chẳng thấy mà chỉ thấy Kazuma đứng đó nhẹ nhàng đặt một bó hoa xuống. Cậu dường như hiểu ra được điều gì đó, rằng bạn mình bây giờ đã chuyển hộ khẩu xuống lòng đất rồi. Trong giây phút đau khổ, Yukine vội vàng đu càng dịch chuyển theo Kazuma để hỏi cho rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái xui, cả hai người giờ lại hạ cánh đúng chỗ biệt phủ của Bisamon. Cho dù Kazuma khuyên cậu tạm trốn đi nhưng không kịp nữa rồi, bởi thần cởi chuồng đã đứng ngay phía sau từ lúc nào không hay. Cô ta vội trách mắng anh ta chuyện này là như thế nào, thậm chí còn rút cả khẩu hoa cải ra chĩa thẳng về chỗ hai người. Tuy nhiên, Yukine đã vội chặn họng Bisamon để trách móc về sự ra đi của Suzuha. Rằng cô là cái đồ rú to tồi tệ vì cô chưa bao giờ gọi tên người bạn của mình, làm cậu ta luôn cảm thấy mình bị lãng quên, như thế thì có xứng đáng làm thần không? Những lời nói quá đúng đó, cứ như những nhát dao cứa thẳng vào tim Bisamon làm cô ta không thể chịu được nữa và phải nổ súng. Tuy nhiên rất may mắn, Kazuma đã vạch ra cảnh giới đỡ được phát đạn đó. Nhưng điều đó đã làm cơn thịnh nộ trong Bisamon bùng lên, thậm chí còn bộc phát mạnh mẽ khi nghe thần khí của mình lên tiếng bảo vệ Zato. Rằng sự việc ngày trước anh làm vậy là để cứu lấy Bisamon. Nhưng mà cô ta đều nghe lọt được chữ nào cả, cảm thấy như bản thân bị phản bội Bisamon, thậm chí còn định tước quyền làm thần khí của Kazuma. Nhưng rồi vì nể tình xưa nghĩa cũ, anh chỉ bị trục xuất đi thôi, làm tên Kugaha mừng hụt một phen. Mất đi một vị quân sư, các thần khí của Bisamon lại càng rối loạn hơn khi trước giờ một mình Kazuma gánh cái đống thần khí này còng lưng. Người duy nhất vẫn bình thản, thậm chí là vui vẻ chỉ có tên đều kia. Hắn nhân cơ hội này đổ vấy luôn cho anh là kẻ phản bội và chiếm lấy lòng tin của mọi người. Sự ra đi của Kazuma đồng nghĩa với việc nhà Daikoku giờ không khác gì cái trại tệ nạn. Khi đã chứa tên ăn trực như Zato giờ lại nhận thêm người bạn mới này vào ở nhờ. Cũng nhờ ơn của Yukine thì mới có chuyện ngày hôm nay. Sự xuất hiện của cậu đã góp phần đẩy nhanh tiến trình làm phản của tên Kugaha. Điều này làm cho hắn vô cùng đắc ý và chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo cùng Konoha. Tuy nhiên suy cho cùng, Yukine cũng chỉ là nạn nhân của chuyện này. Sự ra đi đường đột của người bạn mới quen làm cậu buồn bã và nhốt mình trong nhà nhiều ngày liền. Điều này chắc chắn cũng đã ảnh hưởng đến Zato làm toàn thân đau nhức. Anh bảo Hizoji giờ muốn chữa được bệnh này thì chỉ có 5 xu mới xoa dịu được. Tuy nhiên cả hai đang mải tán phét thì thần khí của Bisamon đã dịch chuyển đến. Con mẹ ghen ăn tức ở tên Aiha này cầm gậy phép trực tiếp tấn công cả hai, may mắn là Zato thân thủ nhanh nhẹn né được. Hizoji thì nhanh nhảu lao lên muốn giúp đỡ bởi anh đang không có thần khí trong tay. Cô lao đến trong lúc Aiha bắn chưởng rồi né, né và né. Tuy nhiên pha này tí đi vào lòng đất khi Hizoji bị trúng chưởng và cháy cả váy. Con mẹ Aiha bắn chán thế, bắn chúng có phải là cô cháy hết quần áo rồi không? Zato vội vàng ngăn Hizoji, trường hợp này cứ để anh. Zato đã lên phun kháng phép, dễ dàng né được mọi chưởng, đôi chân nhanh thoăn thoắt áp sát con mụ kia. Nó bảo anh đánh phụ nữ là hèn, nhưng nó đâu nào biết anh là vua hèn. Zato đang định giơ tay cho Aiha ăn một vả thì ả bất ngờ ngắt chiêu thức rồi chạy đi, buộc anh phải đuổi theo. Hizoji cũng toan chạy cùng thì bất ngờ bị một sợi dây từ phía đằng sau trói lại. Zato đuổi theo một thôi một hồi thì thấy có gì đó dường như không đúng, hình như con mụ này đang cố dụ mình đuổi theo. Đang định hải quay xe thì anh phát hiện ra chỗ này xuất hiện vô cùng nhiều những con Azakashi dưới hình dáng con nhện. Quả thật là không sai khi đây chính là một cái bẫy được răng ra bởi tên Kugaha. Hắn muộn dụ Zato ra chỗ khác để có thể bắt cóc Hizoji. Đúng lúc con danh Aihi quay lại, tên Kugaha triệu hồi lại đoạn Azakashi nhận chuẩn bị bắt cô rời đi thì Kazuma đã bất ngờ xuất hiện.
Anh điểm huyệt cả hai rồi cởi trói cho Hizoji, đồng thời cũng phá bỏ tất cả vũ khí của chúng. Tuy nhiên không biết do thần chú của anh là hàng Shopee hay do tên Kugaha quá mạnh, khi hắn không bị chịu tác động mà vẫn tiếp tục tiến gần tới chỗ Kazuma rồi bụp. Khi Zato quay trở lại thì đã quá muộn bởi tại nơi này chỉ còn sót lại cái xác không hồn của Hizoji. Trách ai bây giờ trách mình thôi. Hizoji cùng Kazuma sau khi tỉnh dậy thì thấy mình bị giam cầm tại một nơi nào đó. Tuy cô định sút gãy cửa nhưng thứ duy nhất gãy đó là chân của cô. Hizoji than ngắn than dài rằng mai là ngày thi cấp 3 còn chưa kịp ôn tập gì mà. Nhưng mà bạn ơi, người chết thì làm sao đi thi được đây? Bởi vì theo như lời mà Kazuma nói, họ bị giam cầm tại nơi này bởi kết giới. Nếu như Hizoji thoát xác quá lâu rất có thể sẽ xin là xin vĩnh biệt cụ. Và quả thật là như vậy, khi thân thể cô đã được Zato đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất yếu ớt, bây giờ Hizoji coi như là đã đặt một chân lên bàn thờ. Kazuma bấy giờ mới tự trách mình tại sao lại lôi cô vào trong chuyện này, hơn nữa thuật điểm huyệt của anh tại sao lại không có tác dụng, rõ ràng đã làm theo công thức của sách giáo khoa rồi mà. Hizoji lúc này mới thắc mắc rằng tại sao Kazuma lại có cái tên khác biệt so với những phần còn lại, khi tên của các thần khí đều kết thúc bằng ha còn anh lại kết thúc bằng ma. Bấy giờ thì câu chuyện cũ gây nên mối thù ngày nào mới được tiết lộ. Hóa ra mỗi chữ cái cuối ở cuối tên gọi đều biểu thị cho một dòng tộc, Kazuma là người duy nhất sót lại của gia tộc ma. Trước đây thần khí của Bisamon là gia tộc ma, tuy nhiên một tay Zato đã thảm sát tất cả chỉ còn lại người duy nhất là anh. Trong lúc Kazuma đang kể câu chuyện về quá khứ, thì Zato đã cùng Yukine quyết định sẽ tìm đến dinh thự của Bisamon. Mặc cho những lời ngăn cản của Daikoku, tầm này có ma gaming cũng không cản bước được bọn họ đâu. Trong quá khứ lần gần nhất Zato tìm đến Bisamon, anh đã một mình quét sạch tất cả, khiến cô ta đau đớn một thời gian dài, rồi chuyển sang thù hận anh. Bisamon quyết định làm lại từ đầu khi dần triệu tập nhiều thần khí hơn. Cùng với tấm lòng nhân hậu của mình, cô đã cứu rất nhiều những sinh linh đáng thương biến họ thành sinh kỳ của mình. Số lượng thần khí nhiều đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn và đó cũng là lý do Bisamon trở thành vị thần chiến tranh lỗi lạc. Bỗng nhiên Kazuma luận ra điều gì đó về kế hoạch của tên Kugaha. Đại khái tên này gây rối loạn để cái thần khí làm phản gây suy yếu cho Bisamon, rồi bắt cóc Hizoji đến đây nhằm gây hiểu nhầm với Zato. Cả hai đánh nhau, thần chiến tranh sẽ chết, còn cái tên thì vẫn còn tồn tại. Chỉ cần người ta vẫn tôn thờ thì một Bisamon mới lại được sinh ra, còn tên Kugaha sẽ làm quân sư và kế thừa tất cả. Con danh Aihi giờ mới biết mình đã nối giáo cho giặc, cõng rắn cắn cả lò. Đã thế tên xấu xa kia còn đe dọa và không thèm chữa trị khi Azakashi đã dần xâm chiếm cả cơ thể à? Cùng lúc đó ở phía Daikoku, anh cũng đang sốt sình sịch muốn Kofuku triệu hồi mình để đi giải quyết chuyện này nhưng bị từ chối. Bởi lần trước họ làm vậy đã có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Cách duy nhất họ làm được bây giờ là chơi tài xỉu, thật đấy không đùa đâu. Bởi Kofuku là thần xui xẻo, nếu cô đặt cho Bisamon thì điều ngược lại sẽ diễn ra. Chỉ có cách đó thì mới giúp Zato về bờ an toàn thôi. Bởi anh lúc này đã đến để nhờ vả Tenzin đưa hai người đến chỗ của Bisamon. Nhưng lão chỉ đồng ý giúp với hai điều kiện, một là không được kể với ai, hai là Zato phải hứa sẽ cắt đứt nhân duyên với Hizoji. Sau cái gật đầu, anh lập tức được đưa đến chỗ của thần chiến tranh, Zato triệu hồi Yukine, cả hai đã sẵn sàng cho một trận tử chiến. Bọn họ đánh thẳng vào cái biệt phủ của Bisamon làm cho tất cả mọi người chạy tán loạn. Cô ta cũng biết trước anh sẽ tới đây nên đã sẵn sàng để giao chiến. Bisamon triệu hồi hai khẩu súng bắt đầu xả đạn liên tục về phía Zato. Nhưng mà anh chém hết, vừa chạy vừa làm đứt đôi hết những viên đạn, cũng bởi không có Kazuma nên độ chuẩn xác cũng bị giảm sút đáng kể. Tên Kugaha vô cùng đắc ý đứng quan sát kế hoạch của mình dần dần thành công. Thấy bắn nhiều nhưng mà không trúng, Bisamon tiếp tục triệu hồi các thần khí cùng với một chiếc áo thiếu vải để tổng lực tiêu diệt. Điều này trực tiếp làm thanh kiếm của Zato trở nên cứng hơn, tính cả thanh ở trong quần nhé. Anh né đòn quất roi, rồi múa kiếm chém bay tất cả những viên đạn trên đường đi, trực tiếp bổ thẳng vào đầu một khẩu súng. Còn trong khi đó ở nơi giam giữ, Kazuma cũng đang chứng kiến tất cả và thay vì nghĩ cách thoát ra thì anh lại tiếp tục kể chuyện trong quá khứ. Hóa ra Kazuma lại chính là người đã yêu cầu Zato giết cả gia tộc mình. Đó cũng chính là ân huệ mà anh nợ Zato trong suốt thời gian qua. Bởi trong quá khứ, Bisamon từng bị tà tâm của thần khí hại cho ngấp ngoài mà số lượng sinh kỳ quá nhiều trong khi không ai chịu nhận lỗi. Các thần khí bắt đầu chém giết lẫn nhau, khiến cho tình hình của Bisamon ngày càng tệ hơn, buộc anh phải đến để cầu xin Zato, lúc đấy vẫn là tai họa thần đang song hành cùng Noza. Anh đã tới và chém hết tất cả đồng thời giải cứu cho Bisamon, nhưng cô ta lại chẳng nghĩ vậy mà chỉ đem lòng oán hận Zato. Để rồi giờ ở hiện tại, Bisamon đang bón cho anh một mùm ngập hành, cho dù bản thân có đang bị nhiễm xú uế nữa, đúng là thần chiến tranh lỗi lạc có khác. Cuối cùng thì lợi ích của việc sở hữu nhiều thần khí cũng đã phát huy tác dụng. Khi Bisamon chia các sinh kỳ ra nhiều hướng để mai phục, ngay khi Zato bị bắn rơi thần khí, bọn chúng đã lập kết giới để giam anh lại ở bên trong.
Nhận thấy cơ hội ngàn vàng đã đến, Bisamon nhanh chóng triệu hồi thanh đại đao, lao tới kết liễu anh. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc Zato cận kề với cái chết, Yukine đã bay tới đỡ lấy nhát chém đấy. Đồng nghĩa với việc cậu bị vỡ tan thành cả ngàn mảnh. Còn ở phía nhà ngục, Kazuma cùng Hizoji vẫn đang hợp sức để có thể phá cửa. Hò tô Jota nào kéo pháo ta vượt qua đèo, hò Jota. Đang hò dở thì bỗng nhiên Hizoji bắt đầu trở nên yếu ớt và gục xuống. Cái đuôi, thứ kết nối giữa linh hồn cùng thể xác của cô đang dần dần tan biến đi, điều đó cũng có nghĩa là cô sắp chết rồi nhưng cả hai thì vẫn đang mắc kẹt ở đây. Trong khi đó thì ở phía ngoài, Yukine vừa liều mình đỡ một nhát đao chí mạng của Bisamon, bây giờ cậu chỉ còn tồn tại ở dạng miếng. Cô ta thì cũng chẳng chần chừ một chút nào, giương cây đao lên kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi Zato nhận ra, cái tên anh đặt cho Yukine chưa biến mất, điều đó có nghĩa là cậu không hề chết. Thế rồi trong lúc lâm nguy, Zato gọi thật to tên thần khí của mình và rồi một luồng sáng lớn xuất hiện đẩy lùi Bisamon ra. Tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A khi chứng kiến cảnh này bởi đây là một điều vô cùng hiếm gặp ở Shinki. Những thần khí có tấm lòng nhân hậu và thật thà sau khi tan vỡ có thể chuyển thành thần phúc khí. Những mảnh vỡ của Yukine dần tập hợp lại biến cậu trở lại bình thường, nhưng mà chưa hết đâu, Zato giờ đã có 3 cây kiếm khi tính thêm một cây trong quần. Thần khí của anh giờ đã là song đao bão táp, Bisamon thích thì đến là đón mà đụng là chạm. Zato múa kiếm rẻ như khá bảnh múa quạt đỡ lấy đại đao, rõ ràng là Yukine đã cứng à nhầm cứng hơn lúc trước rất nhiều. Những phát chém thanh thoát làm cho Bisamon chỉ biết oằn mình mà chống đỡ. Đúng lúc này thì thần khí của cô ta, Aiha đã bắt đầu bị Azakashi ăn mòn cơ thể. Điều đó có nghĩa là Bisamon sẽ bị nhiễm xú uế nặng hơn, lập tức cô ta khựng người lại vì đau, cùng với đó là những thần khí đang sử dụng cũng lập tức bị ảnh hưởng. Zato nhân cơ hội tiến tới thì bị vạch cảnh giới chặn lại, nhưng thứ đó quá là mong anh so với Yukine lúc này, chỉ cần một chém duy nhất, một chém duy nhất. Nhưng Bisamon thì cũng cố chấp không kém, dù cho đã bị nhiễm xú uế nặng nề thì vẫn quyết tâm giết Zato cho bằng được. Cả hai bắt đầu đâm chém loạn xạ bay từ chỗ này sang chỗ khác, thậm chí Zato còn bị đánh bay cả đi. Nhưng anh vẫn quá ư là mạnh với thần phúc khí ở trong tay khi nhẹ nhàng đỡ được hết những nhát chém, thậm chí còn làm mẻ được thanh đại đao. Tuy các thần khí đang vô cùng đau đớn vì nhiễm xú uế nặng nề nhưng Bisamon đang bị trả thù làm mờ mắt nên vẫn điên cuồng đâm chém loạn xạ. Điều này buộc thần khí sư tử phải yêu cầu cho sơ tán tất cả mọi người về nơi an toàn bởi vì chủ nhân của nó vẫn còn đang tập trung đánh nhau mà không màng đến mạng sống của ai. Thậm chí cô ta còn triệu hồi thêm thần khí mới khi thấy cái đang dùng đã biến thành Azakashi. Tuy nhiên việc sơ tán mọi người đã làm con quái vật của tên Kugaha lại có một bữa buffet no nê. Cũng bởi khi thần khí bị ăn thịt thì thần linh sẽ trở nên vô cùng đau đớn và yếu ớt. Trong khi đó, Kazuma vẫn đang vô cùng bất lực trong việc mở khóa kết giới, còn Hizoji thì gần đất xa trời. Đang trong lúc tuyệt vọng thì bỗng nhiên cánh cửa được hóa giải rồi dần đổ sập xuống, hóa ra Aihi đã biết quay đầu là bờ. Cô ta đến cứu cả hai với hy vọng họ sẽ giúp được Bisamon khi nhận ra kế hoạch kinh khủng của tên Kugaha. Hắn đã sử dụng thuốc để che giấu vết xuế uế trên cơ thể Aiha để lừa bịp tất cả. Kazuma biết được tình hình hiện tại thì vô cùng sốt sắng muốn ngay lập tức lên đường để giải cứu chủ nhân, nhưng rồi Hizoji đang yếu ớt bỗng bật dậy. Cô muốn đi cùng vì chỉ có cách đó thì mới có thể ngăn được Zato lại mà thôi. Còn về phía tên bác sĩ, hắn vẫn đang cho con Azakashi của mình tận hưởng bữa buffet thần khí của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Bisamon sẽ ngày càng kiệt sức và đau đớn. Cô ta cảm nhận rõ từng cú cắn xé, giống hệt như trong quá khứ. Và điều đó đồng nghĩa với việc tất cả là tại Zato mà rõ ràng anh đang đứng ở đây đánh nhau thì giết thế méo nào được nhiều thần khí thế. Không biết là số đá còn lại giấu ở đâu mà cô tưởng tượng hay thế. Bây giờ thì Bisamon đã quá đau đớn không còn một chút tỉnh táo nào cả, chỉ có thể đứng khựng lại một chỗ. Đó cũng là cơ hội tuyệt vời để Zato có thể chấm hết tất cả. Anh vung tay, lưỡi kiếm đã kề sát cổ cô ta rồi thì lại nghe thấy tiếng gọi của Hizoji. Bọn họ đã kịp thời tới để giải thích cho cả hai tất mọi chuyện từ đầu đến đít, lý do bị bắt cóc và kế hoạch của tên bác sĩ. Tuy nhiên thì Bisamon vẫn chẳng nghe được chứ mẹ nào lọt tai, vẫn gắng gượng vung đao chém Zato. Đúng là cố quá thì lại thành quá cố, sự cố gắng này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tất cả, họ sẽ bị nhiễm xú uế cùng Bisamon. Điều này làm cho Zato không còn quyết định nào khác ngoài việc phải xuống tay, một nhát chém chí tử vào ngang ngực. Tuy nhiên cô ta trong thế chó cùng rứt dậu, vẫn trả lại anh một đao. Cứ tưởng Zato sẽ hứng chọn nhát dao đó nhưng mà không, một bàn tay đã đẩy anh ra và Kazuma là người đỡ nhát chí tử đó. Anh ta ôm lấy Bisamon rồi ngã gục, bắt đầu thì thào vào tai cô những lời tự thú. Lúc bấy giờ thì cô ta mới nhận ra tất cả sự mù quáng bấy lâu của mình. Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc, Bisamon buộc phải giải thoát cho tất cả những thần khí của mình để giải cứu họ. Còn Zato thì vẫn có một mối nguy hại cần phải xử lý. Tên cặn bã gây ra chuyện này bấy giờ mới bắt đầu lộ mặt cho Bisamon trắng mắt ra.
Kugaha đã làm Anna Bắc Giang bấy lâu nay thao túng tâm lý tất cả, cũng bởi cô đã thay đổi không còn phù hợp với dã tâm của hắn nữa. Kugaha tiến lại gần phía chủ nhân của mình bảo cô nhìn xem, ngoài vú to hay cởi chuồng ra thì còn gì không. Một đám thần khí đã nhiễm xú uế yếu ớt bởi chủ nhân chúng có ba cái đầu mà không chịu dùng cái nào để nghĩ. Mọi chuyện lâm tới bước đường này thì cũng tại Bisamon mà thôi, sống mà thế thì chết quách đi cho xong, đó là những lời mà hắn nói. Tên này đang kích động để cô có thể tự sát làm lại cuộc đời. Tuy nhiên vẻ mặt dâm dê đê tiện đó không tồn tại được lâu bởi Zato đã trực tiếp khiến hắn từ giờ phải quay tay bằng tay trái. Anh tuy là có ghét Bisamon nhưng cũng biết đâu là phải đâu là trái. Mấy thằng hay nói đạo lý như mày không đi tù thì cũng đi gặp các cụ rồi. Việc bất ngờ mất đi một bàn tay làm cho tên này đau đớn và lùi ra xa. Ơ nhưng mà tay bị đứt rồi thì sao lại đau tay được nhỉ? Tuy nhiên thì mồm hắn không bị sao nên vẫn hoạt động hết công suất chửi rủa và triệu hồi ra một con Azakashi khổng lồ. Thứ này hấp thụ tương đối nhiều những linh hồn thần khí nên nó không hề dễ dàng đối phó. Tuy Zato đã bay lên xẻ một đường kiếm khiến con quái đứt đôi thân, nhưng chỉ với một cái quẫy đuôi nó đã hất văng anh ra xa rồi phục hồi toàn bộ cơ thể. Tên kia thấy thế thì tỏ ra đắc ý lắm, mồm vẫn không ngừng sủa bậy. Nhưng mà Zato thì thích nói chuyện bằng kiếm hơn là bằng mõm. Anh vuốt lên người của Yukine cùng ánh hào quang vây quanh mình. Zato hỏi con quái biết ông lên không, ông lên nào. Lên thiên đàng, lên thiên đàng nà, lên thiên đàng, lên thiên đàng nà. Con quái ăn nhát kiếm lập tức vỡ tan mặt nạ rồi lên thiên đàng với Wokui. Zato tiến lên toàn kết liễu để khóa mõm nốt tên Kugaha thì Bisamon đã chặn anh lại. Dù sao thì đây vẫn còn là thần khí của cô, tốt nhất là để cho cô tự xử. Nào ta chuẩn bị hất tung đây có định chăn chối không? Trong giây phút bồi hồi, cả hai nghĩ về quá khứ, về những gì đã trải qua. Từ ngày hắn còn là một linh hồn lang thang ất ơ mới được nhặt về, cho đi lúc hắn trở thành bác sĩ cứu chữa cho tất cả mọi người. Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, đúng là nuôi ong tay áo nuôi con báo trong nhà. Bisamon lập tức tước đi cái tên mình đã đặt và lập tức trục xuất hắn. Cơ mà cái đống hổ lốn hắn gây ra vẫn còn đó, khi phía bên trong một con Azakashi vẫn đang dồn những thần khí còn lại vào đường cùng. Tuy Zato muốn can thiệp nhưng mà Bisamon chê, bởi đây cũng là chuyện của cô không đến lượt anh xía vào. Hơn nữa biết ngày mai Hiroji thì cấp 3 không, về nhanh cho cô còn ôn văn luyện võ. Buổi tối hôm nay coi như là kết thúc với họ rồi, con Bisamon thì chưa. Cô xuất hiện đúng lúc con Azakashi đang lùa những thần khí vào một góc. Bisamon giờ chẳng cần vũ khí xịn để xử con súc vật này bởi vì cô là thần chiến binh lỗi lạc và quan trọng hơn là tâm hồn cô to, à nhầm tâm hồn cô trong sạch. Với thanh gươm đang mang trên tay, Bisamon đâm, Bisamon chém, Bisamon gọi con quái vật là đờ bờ giờ giờ. Và cuối cùng là tung đòn kết liễu phá hủy đi cái mặt nạ của nó, kết thúc nỗi đau cho cô cũng như những thần khí đã bị ô uế. Rất nhiều Shinki đã ra đi vào tối ngày hôm đó, tuy nhiên bằng một cách thần kỳ Kazuma vẫn còn sống sót. Anh tỉnh dậy trên giường bệnh trước sự hân hoan của Bisamon. Cô xin lỗi anh xin lỗi cô, tất cả xin lỗi nhau và nhận ra bấy lâu nay họ đã che giấu đi những cảm xúc thật của mình. Sự việc tối qua giống như một bài học cho tất cả, ai cũng có những lúc lầm lỡ. Aihi biết quay đầu là bờ nên đã được tham gia lễ thanh tẩy và tiếp tục trở thành Shinki của cô. Còn tên Kugaha còn thở là còn gỡ thì sẽ bị trục xuất nhưng cũng không bị giết. Kazuma thì cuối cùng đã chịu thú nhận tất cả, giải tỏa được mối thù lâu nay giữa Zato và chủ nhân của mình và được trở về làm lãnh đạo. Còn Bisamon sẽ thay đổi cách yêu thương các thần khí của mình, cô sẽ quan tâm tất cả để không còn ai bị lãng quên và phải tỏ ra đố kỵ cả. Còn tôi thì hy vọng cô sẽ không thay đổi cách ăn mặc cũng như cách tắm của mình. Ở phía khác, có một sự vui mừng cũng không hề nhẹ đến từ Daikoku cùng Kofuku khi thấy Zato, Yukine cùng Hiroji thượng lộ nằm ngang trở về. Ai nấy đều hồ hởi hào hứng hân hoan hú hí ha ha khi biết tất cả những hiềm khích giữa Zato cùng Bisamon đều đã biến mất. Nhưng tất cả đã chuyển sang buồn bã ngay khi nghe Yukine đã biến thành thần phúc khí. Cũng phải thôi tài năng cao quý như thế mà lại phải đi phục vụ một ông thần ất ơ, ai lại không tiếc cho được cơ chứ. Tuy nhiên thì cả nhóm vẫn sẽ quyết định đêm nay sẽ đi cháy phố úp vỉa, bốc đầu quẩy nát cái nghìn chín để ăn mừng. Cơ mà đúng lúc tất cả đang cười nói vui đùa thì lão Tenzin lại phá ngang tan bầu không khí. Yêu cầu Zato phải lập tức cắt đứt mối nhân duyên giữa anh và Hiroji. Bởi cũng chính tại cái duyên nợ này mà cô đã không ít lần gặp nguy hiểm. Dù sao thì hứa cũng đã hứa, Zato không thể nuốt lời và ngay lập tức triệu hồi thần khí. Mặc cho những lời nài nỉ của Hiroji rằng không muốn quên anh nhưng Zato vẫn phải ra tay. Anh chém, nhưng mà là chém gió với bốc phét với lão Tenzin để được giúp chứ muốn quên á, nằm mơ đê. Hiroji cuối cùng cũng đã đỗ cấp 3 do được các cụ gánh còng cả lưng, hơn nữa chứng xuất hồn thì vẫn không được cải thiện. Cô thì vẫn rong ruổi khắp nơi cùng Zato và Yukine trước sự hạn hán lời của Tenzin. Tiện nhắc đến lão thì việc giúp đỡ một vị thần vô danh đến thánh địa của một vị thần khác may thay lại không bị truy cứu trong cuộc họp thượng đỉnh.
Tại tất cả còn đang mải chửi xa xả vào mặt Bisamon vì cái tội gây náo loạn địa ngục, hơn nữa lại còn thả tên Kugaha đi mà không giữ hắn lại để tra hỏi về chiếc mặt nạ. Công cụ giúp tên này triệu hồi những con Azakashi. Tuy nhiên cô cũng chỉ bị về nhà viết bảng kiểm điểm và xin chữ ký phụ huynh thôi chứ không có gì to tát. Người bị ảnh hưởng lớn nhất sau chuyện này lại là Zato. Bởi sau khi biết anh có phúc thần khí, thần may mắn đã trực tiếp tìm tới để mua cậu bé. Zato bảo Yukine không phải để bán, trừ khi được giá. Khi bị cục tiền vả vào mặt anh cũng suy nghĩ lắm chứ, thậm chí tên kia còn chấp nhận việc dùng chung Yukine cũng được lại còn chu cấp mỗi tháng 1 triệu. Điều đó rất có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Zato khi có tiền để xây một ngôi đền mới. Anh phải gọi Hizoji đến để thảo luận, tại anh cũng không muốn bán Yukine đi, nhưng cậu thì có vẻ đang lung lay lập trường. Nhưng không bán mà lại cầm hết tiền của người ta thế kia, định ăn quỵt hay sao? Quả thật là Yukine cũng đang rất phân vân nhưng nhờ có sự tư vấn nhiệt tình của Daikoku, cậu đã trở nên phân vân gấp đôi, tuyệt vời. Đã thế lên nhà lại còn thấy thằng cha Zato đang ôm khư khư đống tiền, có khi cậu sắp bị bán đi thật cũng nên. Đang tranh cãi với nhau thì Zato nhận được một cuộc điện thoại từ khách hàng, buộc cả hai phải ngay lập tức dịch chuyển. Lần này người thuê bọn họ lại là một đôi vợ chồng già mới bị lừa mất tiền ở ngân hàng. Tại sao bọn họ lại đi nhờ Zato mà không nhờ cảnh sát, ai biết chắc do thuê anh rẻ hơn khi tốn có 5 xu bọ. Cả hai nhanh chóng đến trước cửa ngân hàng để chờ sẵn tên lừa đảo. Và vẫn tranh thủ cãi nhau về việc buôn đi bán lại thần khí vì Zato có thể ném cậu đi rồi quay trở lại dùng Noza, như thế chẳng phải nhanh giàu sao. Nhưng cũng chẳng nhanh giàu bằng cách thằng lúc này mới xuất hiện, hắn đã lừa hết tiền của những người cao tuổi. Zato nhanh chóng triệu hồi thần khí để đến hạ gục con Azakashi. Cơ mà cái con này lại bé như cái mắt mũi khiến Yukine không tài nào chém chúng được. Thế này không khác gì dùng phóng lợn đem đi gọt hoa quả, rất chi là cồng kềnh. Cả hai đành phải nghiên cứu cách khác để tiêu diệt con Azakashi này. Trong lúc truy đuổi, Yukine chợt nghĩ ra kế sách gì đó liền yêu cầu Zato tiếp tục đuổi theo còn mình thì trở về nhà nhét hết tất cả tiền vào túi. Yukine lên đỉnh tòa nhà của tên lừa đảo bắt đầu thả tạo thành mưa tiền, làm cho đám cướp sáng cả mắt bắt đầu ra ngoài nhặt nhạnh. Cậu cũng nhân việc này khẳng định với Zato luôn rằng mình không phải là để bán. Yukine sẽ không để gì có thể che mờ mắt, trừ gái, trừ mống với Vu, cậu sẽ là một lãnh đạo tài ba để bảo vệ Zato. Đúng lúc này thì con Azakashi đã sập bẫy, nó đã biến to hơn trước gấp trăm lần, đây chính là cơ hội thích hợp để bọn họ ra tay. Nhưng Zato thì vẫn đang tiếc tiền, cũng phải thôi chỗ này phải mấy villa đấy, đủ để chu cấp cho con rách đến hết đời luôn và chắc chắn là đủ để xây cho anh một cái đền như ý. Cơ mà rồi qua lời nói của Yukine anh nhận ra tiền không phải là tất cả, liền gạt bỏ mộng tưởng cầm trên tay thanh song đao lao xuống dưới chém đứt vòi của con quái. Giờ khắc quyết định đến rồi, Zato bắt đầu vuốt ve Yukine rồi đọc câu đạo lý quen thuộc, cái loại quái vật không làm mà muốn có ăn thì ăn chém này. Rồi trực tiếp vung tay tiễn nó thẳng về miền cực lạc. Sau sự việc đó, Yukine đã rất vui khi không chạy theo đồng tiền và đã có lập trường riêng cho mình. Còn Zato thì khác, anh tiếc hùi hụi vì vẫn không có cho mình một ngôi đền. Hizoji rất thấu hiểu điều đó nên đã tặng cho anh riêng một cái. Tuy là có hơi nhỏ và không ở được nhưng cũng là cái đền, thứ mà Zato luôn ao ước từ khi còn bé. Món quà này làm anh xúc động rồi bật khóc chảy hết cả nước mắt với nước mũi. Còn trong khi đó ở phía khác tên thần may mắn Ebisu tỏ ra không hài lòng vì không mua được Yukine. Nhưng điều đáng nói là những chiếc mặt nạ triệu hồi Azakashi đang được trưng đầy trên kệ sách của hắn. Hóa ra Ebisu là người đã cung cấp cho Kugaha những chiếc mặt nạ kia để tạo phản. Nhưng có vẻ thần khí chế ngự những con Azakashi không được tốt như thần linh. Nên lần này hắn sẽ tự mình ra tay dùng mặt nạ để thuần phục con quái mới bắt được. Còn trong lúc đó thì Zato cùng Yukine vẫn ung dung tự tại đi làm những công việc vặt vãnh để nhận 5 xu. Thế giới mà không có thần Zato thì đúng là ăn cám, may là anh ăn hết hộ rồi. Tuy nhiên dạo này anh lạ lắm, rất tích cực bám lấy Hizoi mọi lúc mọi nơi. Làm cô không xuất hồn nhưng vẫn có một cái đuôi ở sau, mỗi tội cái đuôi này nói nhiều đau đầu vừa lở. Hóa ra là vì Zato vì cảm kích trước hành động được tặng ngôi đền kia. Tuy nó nhỏ, nhưng nhờ công anh dày mặt thường xuyên đến ăn vạ văn phòng công chứng thì giờ ngôi đền tí hon đã được đăng ký chính chủ. Hơn nữa giờ Zato cũng có thể tham gia hội nghị thượng đẳng của các thần, có riêng cho mình một phần lãnh thổ ở vùng đất thánh và dĩ nhiên là nó đủ cho anh xây nửa cái nhà xí. Nhưng Zato vẫn rất tự hào vì đền to bé thì cũng đều là đền. Anh bắt đầu di chuyển đến đất thánh rồi đi chào hỏi, bắt chuyện rồi tán phét cùng mấy cái kame ra chạy bằng cơm cạnh nhà. Thấy Zato vui như vậy, Hizoji đã rất phấn khởi. Tuy nhiên hôm nay trong lúc đi học, cô đã phát hiện ra một điều kỳ lạ rằng cậu bé tên Manu lần trước được Zato giúp đỡ lại không hề nhớ đến anh. Mà chỉ nhớ rằng Hizoji là người đã giúp mình ngày hôm đó và cậu giờ chỉ muốn lái chị mà thôi. Thế là cô đem thắc mắc này về để hỏi cô Fuku, rồi mới biết được lý do tại sao gần đây Zato lại quấn lấy cô như vậy.
Hóa ra đối với những vị thần vô danh như Gia Tô rất dễ bị người đời lãng quên. Bởi thần linh được sinh ra bởi ước muốn của con người, một khi không còn những lời cầu nguyện thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, Gia Tô sẽ biến mất và không bao giờ có thể tái sinh. Dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của anh chưa bao giờ là ổn. Gia Tô quấn lấy Hiroji như vậy cũng bởi sợ tín đồ duy nhất sẽ quên đi anh. Về phần Yukine, mặc cho ông thần của mình thích đi ba hoa tán phét gì thì kệ. Cậu đến chào hỏi Bisamon rồi giới thiệu mình là hàng xóm mới, đúng là oan gia ngõ hẹp thiệt ấy chứ. Nhưng việc chính của Yukine đến đây vẫn là nhờ vả Kazuma giúp mình luyện tập thuật điểm huyệt. Tuy nhiên luyện thôi thì không vui, Kazuma đề nghị cậu giao đấu, ai thua thì sẽ bị vẽ một nét lên mặt. Kết quả khỏi nói thì ai cũng biết, tối đó mặt Yukine đen không khác gì cái đít nổi. Điều này khiến cho cả lũ được một chàng cười ra nước mắt. Còn Gia Tô thì say đến bí tỉ nhưng vẫn không quên đi niềm hạnh phúc cùng ngôi đền nhỏ của mình. Lúc này ai nấy đều nhận ra dù đã rất thân với anh nhưng chưa từng biết về quá khứ của ông thần vô liêm sỉ này. Mặt bố láo thế này chắc hồi bé hay chọc chó với cả trốn học đi nét lắm. Tối hôm đó kết thúc bởi vẻ mặt đầy hạnh phúc của Gia Tô và cả hình ảnh tuyệt vời lúc Hiroji đi tắm này nữa. Cô sẽ tạm thời thế chỗ Bisamon để làm nữ thần cởi chuồng một lúc. Cứ tưởng cuộc sống của tất cả sẽ êm ả trôi đi như thế nhưng không một lần nữa Konoha lại xuất hiện để phá tanh bành tất cả. Đêm đó nó hẹn Gia Tô đến gặp ở bên ngoài, anh cũng vì muốn từ bỏ cái thần khí phò phạch này nên đã đến. Nhưng dù đã sống đến vài thế kỷ, Gia Tô già đầu nhưng mà non vẫn để cho con danh con này nó lừa. Rõ ràng là Noza không muốn được giải thoát rồi và đây chỉ là một cái bẫy. Ngay khi anh đang định hải quay xe thì đã bị một đàn Azakashi đeo mặt nạ rồi tấn công. Và cứ thế một tuần trôi qua, Gia Tô đã biến mất mà tất cả cũng chẳng mảy may lo lắng. Ai cũng cho rằng chắc thằng chả mới thua lô thua để nên xa bờ tí thôi. Chỉ riêng Hiroji là người duy nhất tỏ ra quan ngại trước sự biến mất của anh. Rõ ràng trước còn bám dai như đỉa mà giờ cô đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết anh đã đi đâu. Hiroji sợ rằng sự biến mất quá lâu này sẽ làm cô quên đi anh và điều đó càng có thể hơn khi hôm nay cô được một soái ca đẹp trai khoai to 18cm giúp đỡ. Còn Gia Tô lúc này sau khi bị tấn công không biết có bị cho bùa mê thuốc lú gì không mà đã quay trở lại làm thần tai họa. Anh cùng Noza bắt đầu đi thực hiện những ước muốn độc ác của con người. Đầu tiên là một bà mẹ có con mới bị giết, trong khi tên gây ra chuyện này lại không bị tử hình bởi đây là lần đầu phạm tội. Luật pháp ở Bình Dương hay sao mà lạ thế? Tuy nhiên Gia Tô chỉ cần 5 đồng để thực thi cái mà Noza gọi là công lý này. Anh lẻn vào nhà tù sát hại tên giết người chỉ với một kiếm giữa ngực bằng một khuôn mặt lạnh tanh. Và càng ngày số lượng càng tăng lên, chỉ trong một tháng số người anh giết đã nhiều như Phan Đạt Villa. Ở phía khác, tên Ebisu sau một thời gian cố điều khiển Azakashi giờ đã bị nhiễm xú uế nặng nề. Nghe nói gần đây hắn đã tái sinh không biết bao nhiêu lần, thế mà Bisamon khi đến thăm lại chẳng mảy may để ý đến, chỉ cho rằng thần khí của tên này có tà tâm. Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã đến mùa hoa diên vĩ, lúc này Gia Tô mới giật mình tỉnh giấc nhớ đến Hiroji. Anh dần dần lấy lại ý thức điên cuồng muốn thoát ra. Dù cho Noza có đóng cửa thả chó, nhưng có con chó còn điên hơn đây này. Gia Tô trực tiếp dùng một đôi đũa giết hết tất cả bọn chúng, anh mà có giềng xả với mắm tôm nữa thì đúng là hết nước chấm. Tuy nhiên lúc này thì có một người đàn ông mở cửa bước vào. Noza gọi tên này là cha và nói anh sẽ được thả nếu như hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đó là xuống cõi âm cứu một thầy Pháp, rất có thể đó là tên Ebisu. Vì lời hứa đó thì buộc Gia Tô phải làm theo thì mới có cơ hội được trở về cùng các bạn. Anh nhanh chóng cùng Noza tiến đến cổng xuống đáy xã hội hay còn gọi là cõi âm, một nơi vô cùng đáng sợ khi không chỉ có Azakashi mà còn có Phan M.U, vốt giờ đặc biệt phải kể đến Izamin. Cô ta là vị vua của nơi này, khác với những thần linh khác thì người này bất tử. Chỉ cần bị bắt lại thì sẽ mắc kẹt tại cõi âm mãi mãi. Nhưng vì muốn được giải thoát, Gia Tô phải liều mình thôi, được thì ăn cả mà ngã thì ăn đồng bắt ăn cát. Noza nhanh chóng tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh người Gia Tô để cả hai bắt đầu cuộc hành trình. Còn lúc này ở Dương Thế, ký ức của Hiroji về thằng cha thần lang thang đầu đường xó chợ ngày càng mù mờ và dần mai một đi. Đó cũng chính là điều lão Tenzin muốn, có lẽ như thế cũng là để tốt cho cô. Hôm nay cũng là ngày tất cả các vị thần được ra thông báo về việc góp mặt tại một cuộc họp đột xuất. Tất cả ở đây là bao gồm thần to, thần nhỏ và cả những thần ít tiếng tăm. Cụ thể là cô Fuku cũng có mặt ở đây, thật ra cô đến đây cũng bởi nghĩ Gia Tô sẽ có mặt. Đây cũng là điều anh hàng mong ước khi khát khao trở thành một vị thần đúng nghĩa và được gặp mặt những người khác. Nhưng chắc chắn là Gia Tô không thể có mặt ở đây rồi khi còn đang bận thực hiện nhiệm vụ xuống cõi âm của mình. Cái nơi tăm tối cũng đáng sợ đấy nhưng bị lãng quên còn đáng sợ hơn nên anh vẫn phải tiếp tục di chuyển. Và rồi quả là không nằm ngoài dự đoán, tên thầy Pháp chính là thần may mắn Ebisu. Hắn cũng chính là nguyên nhân của cuộc họp khẩn cấp của các thần tại Thánh Địa. Vị thần đứng đầu đã phát hiện ra việc một trong 7 phúc thần đã triệu hồi và sử dụng Azakashi.
ông ta đưa ra kết luận rằng thủ phạm chính là hung thủ. Tôi đùa thôi, thật ra Ebisu đã bị phát hiện cách đây không lâu. Chính vì thế thần khí thủ lĩnh của hắn đã bị bắt, đồng thời nơi ở cũng bị khám xét. Khác với tình hình vô cùng căng thẳng ở trên đó thì tên Ebisu lại tỏ ra rất bình thản ở dưới này. Cũng phải thôi, bởi hắn đã có Zato đi theo làm vệ sĩ. Hóa ra nhiệm vụ của anh là phải bảo hộ hắn thành công trở về từ cõi âm. Người thực hiện giao kèo này lại chính là người đàn ông Noza gọi là cha, và Zato cũng vậy. Tạm gác lại về gia phả của anh thì trước tiên phải làm nhiệm vụ đã. Cụ thể tên Ebisu cần xuống đây gặp Izamin để lấy một thứ có thể giúp điều khiển lũ Azakashi mà không khiến hắn bị ô uế nặng như bây giờ. Được rồi, đi thôi. Bỗng nhiên có những bàn tay từ dưới lòng đất thò lên kéo cả hai đến chỗ của Izamin. Người kỳ lạ thay lại có diện mạo giống hệt như Hizoji làm cho Zato vô cùng bất ngờ. Nhưng anh sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết Hizoji thật đang ở dương thế và bắt đầu đi chơi với trai. Đúng là con cu làm mù ký ức, Hizoji bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Còn ở âm giới, nếu không có Noza nhắc nhở thì có lẽ Zato đã bị mê hoặc rồi mắc kẹt ở nơi này rồi. Thật ra thì con mụ Izamin tồn tại trong nhiều hình dạng và trong mắt mỗi người bà ta sẽ có dáng vẻ khác nhau. Bà ta sẽ hóa thân thành người mà đối tượng thích nhất, đối với Zato là Hizoji, còn đối với Ebisu là một bà già, yêu gu thằng cha này mặn. Tạm thời thì gạt qua sở thích biến thái, chúng ta hãy quay về với mục đích chính của chuyến đi này. Tên Ebisu đến để lấy một thứ có tên là cọ ngôn, và hắn đã dặn trước với Zato là không có ý định đàm phán gì cả. Cơ mà mọi chuyện bắt đầu chệch hướng khi bà ta nói, hàng thì chị có nhưng mà quan trọng là các chú có ngoan không. Giờ thì phải có một người ở lại thì bà ta mới chịu giao cây cọ. Là ai thì Ebisu phải giao chiến để chọn ra người may mắn rồi. Chấp luôn Zato dùng kiếm, hắn chỉ cần dùng găng tay cũng có thể đấu lại với anh. Kiếm anh rất nhanh nhưng tay hắn cũng vậy. Liên tục chống đỡ được các đòn đánh của anh, hơn nữa hắn lại là thần may mắn nên lợi thế nghiêng về đâu thì ai cũng rõ. Nhưng mà Zato thì lại có sự quyết tâm hơn, tại vì người anh thích đang ở hạ giới đi chơi với trai kia kìa. Zato càng vung kiếm quyết liệt hơn khiến cho hắn dần mất đi ưu thế, hơn nữa cơ thể tên này đang bị nhiễm xu uế nặng. Cơ hội ngàn năm có một là đây chứ đâu, anh cầm Noza lao đến toan cho hắn một đâm để kết thúc tất cả. Nhưng rồi hắn bỗng trở nên nhanh hơn, né tránh mọi cú chém, thậm chí còn áp sát và tóm lấy cổ anh nhấc bổng lên. Rồi cuối cùng bất ngờ hơn khi Noza cũng là thần khí của hắn, Ebisu ngay lập tức triệu hồi cô ta thành một khẩu súng bay về tay mình. Thắng thua có vẻ cũng đã rõ, người ở lại chắc chắn sẽ là Zato. Thế nhưng mà bất ngờ chưa bà già, ngay khi Izamin đưa cây cọ về tay tên thần may mắn thì hắn bất ngờ lật lọng, giải thoát cho anh. Hóa ra đây là một kế hoạch đã được tính toán trước giữa Ebisu và Noza, thế mà không nói sớm làm cho Zato lo toát hết mồ hôi đít, tí thì phải ở lại với con khọm già này. Tất cả cùng nhau nhanh chân rời khỏi đây dưới cơn tức giận của Izamin. Ra đâu rồi còn bị mấy đứa trẻ danh lừa lọc, à ta bắt đầu tức giận hiện nguyên hình gớm ghiếc và triệu hồi vô số Azakashi tấn công bọn họ. Còn ở nhân thế thì Hizoji đã thực sự lãng quên Zato. Cô chỉ biết mình đã quên đi một thứ gì đó quan trọng chứ không thể nhớ ra. Và rồi dưới cú đi cảnh ảo ảnh trong ánh đèn lung linh của khu vui chơi, cô đã bú mõm với cái thằng soái ca mới gặp hai lần trong đời. Chưa biết là thằng kia có ăn và bôm bốp vào mồm không khi dám tự tiện hôn Hizoji, thì thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi. Cô dường như bị ám ảnh về cái nụ hôn đó, thằng này đẹp trai mà mồm thối thế làm Hizoji phải liên tục chùi mồm. Cô muốn nhớ gì đó nhưng lại chẳng thể nhớ được, tôi ước chủ nợ của mình cũng dễ quên như vậy. Trong lúc Hizoji đang chấp chới dường như mất tất cả ký ức về Zato thì may quá Yukine đã xuất hiện. Và vì thế tất cả những mảnh quá khứ dần quay về giúp cô nhớ lại tất cả. Hizoji ôm lấy Yukine vì ơn rời cậu đây rồi, cậu mà không xuất hiện thì cô bị quỵt mất năm xu rồi. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn chẳng ai lo lắng trong khi Zato đã đi biệt tam hẳn một tháng trời rồi. Cũng đúng thôi, vì Yukine thì biết anh thường xuyên lang thang nay đây mai đó, còn Daikoku đang mải lo cho cô Fuku khi cô vẫn chưa trở về sau cuộc họp khẩn cấp ngày hôm đó. Nếu không ai chịu đi tìm, đi để cô làm việc này. Hizoji vội vàng xuất hồn, bay nhảy khắp nơi gọi thật to cái tên Zato, hy vọng sẽ được phản hồi, nhưng rồi cũng chẳng có gì cả, cô thì lại chẳng biết bất cứ điều gì về anh để mà tìm. Không có kết quả gì cũng phải thôi, tầm này ở cõi âm thì chỉ có giao tiếp bằng nén hương thôi. Khi Zato còn đang bị đuổi như một con chó rách bởi Izamin, cả hai cứ chạy mãi nhưng dường như cái hang này phải rộng bằng cái dưới háng của một bà cô đứng đường ở Trần Duy Hưng. Thậm chí Ebisu tí nữa thì đã bị ả ta bắt lại bởi những xúc tu không thể chém đứt. May mắn là Noza nhanh trí cắt bỏ đống thần khí của hắn thì bọn họ mới có thể tiếp tục chạy. Và lúc này câu chuyện trong quá khứ mới dần dần được hé mở, Ebisu là một đứa con bị dùng bỏ của mụ Izamin. Cây cọ ngôn này là mục đích cả đời và cũng chính là thứ đã khiến hắn phải tái sinh vô số lần. Thật ra mục đích của Ebisu không hề xấu xa như tất cả nghĩ, trải qua vô số kiếp người, hắn đã nhận ra cứ đi dùng những thần khí để chém giết mãi không phải là cách.
Tại sao không học cách điều khiển lũ Azakashi để ngăn chặn tối đa những hiểm họa chúng có thể gây ra? Trong khi Zato nhìn lại mình thì mới thấy, mục đích của anh chỉ làm theo yêu cầu của người khác để tồn tại. Còn Ebisu sống để theo đuổi lý tưởng vĩ đại của mình. Zato dần nghiệm ra ánh sáng của đảng của nhà nước, mặt trời chân lý trói qua tim. Lần này anh sẽ sống vì mình với mục đích biến Hizoji thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Zato quyết tâm cầm chân Izamin để Ebisu chạy đi tìm lối thoát và giải cứu cho nhân loại. Trong lúc đó thì Hizoji cũng đã đến thư viện để mong tìm được chút thông tin về anh, cơ mà việc này dường như chả có kết quả. Hơn nữa khi tìm kiếm trên mạng, cô cũng chỉ thấy một trang mạng lởm do chính ông thần này tạo ra. Hizoji quyết định đến hỏi Mazu xem có biết gì về Zato không, dù sao thì cô cũng là thần khí cũ của anh. Cùng lúc này, mọi người cũng đang tập trung đầy đủ tại đền của lão Tenzin để tán phét với nhau về việc thiên giới đang bị náo loạn. Hóa ra tất cả các vị thần đang bị giam lỏng để điều tra về sự việc của Ebisu. Hơn nữa, mục đích chính của Kazuma khi đến đây để nhờ vả tờ Suzu. Bởi chỉ có cô mới tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở thiên giới, kèm với đó là có thể lần ra được vị trí Ebisu. Nhờ khả năng nói chuyện với cây cối mà không cần chơi đồ của mình, tờ Suzu nhanh chóng phát hiện ra sự việc Ebisu đã đặt chân xuống âm giới, kèm với đó là Zato cùng Noza theo ngay phía sau. Và giờ hội nhóm chia làm hai phe, phe đầu tiên là Kazuma đến giải cứu các vị thần đang bị giam lỏng. Vừa lúc một vị thần đã phát cáu khi nghe tin Ebisu sẽ bị xử tử, còn bọn họ phải bị nhốt ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc. May mắn là Kazuma xuất hiện kịp thời điểm huyệt hết lũ thần khí, mở đường cho Bisamon tiến đến cứu Ebisu. Nhóm còn lại là Hizoji cùng Yukine sẽ đi xuống cõi âm, tuy có cách nhanh nhất là chui vào đầu xe tải nhưng cách đó hơi nguy hiểm nên họ sẽ đi bộ để tìm Zato. Người lúc này đang được bón một bát phở nhiều hành từ tay đầu bếp Izamin. Dù cho anh đã chống trả rất quyết liệt, vung kiếm liên tục để chém nát những oan hồn nhưng bọn chúng vẫn quá đông và vua địa ngục cũng chẳng phải cái danh. Và sự hy sinh của anh rất có thể là công cốc bởi mọi cửa ngõ tại nơi này đều đã bị phong ấn làm cho Ebisu không thể thoát thân được. Còn Zato lúc này đã bị trói chặt bởi con khọm già Izamin, ngay lúc chuẩn bị phải uống trà địa ngục, tức là bị nhốt ở đây mãi mãi thì Ebisu đã quay lại. Người dường như đã tuyệt vọng và bỏ cuộc hoàn toàn và chấp nhận ở lại để cho Zato có thể thoát ra ngoài. Hắn chỉ hy vọng anh có thể đem cây cọ ngôn ra ngoài và giúp mình hoàn thành nốt kế hoạch. Còn Ebisu kiểu gì mà chả tái sinh, cậu không phải phờ lo. Nhưng Zato thì chẳng muốn ai bỏ lại cả, hãy cứ vô tư và lạc quan lên bạn ơi. Anh nhanh chóng lôi sình sịch Ebisu đi, nếu như không có cửa ra thì hay tự tạo ra một cửa mà ra. Lúc này vị thần may mắn mới nhớ ra trên tay mình đang sở hữu thứ gì và có sức mạnh lớn như nào. Hắn bắt đầu tạo ra một cổng ấm giới để giúp cả hai kéo ra ngoài. Những tưởng lần này thuận dò xuôi bướm rồi thì không, một xúc tu của Izamin đã kéo Zato xuống. Trong ánh mắt bất lực của Ebisu, có vẻ thần may mắn cũng không gánh được thần vô gia cư nữa rồi. Cùng lúc đó, Bisamon cũng đang cưỡi sư tử đến từ phía đằng xa. Cô ta biết Ebisu chắc chắn không có làm gì điều gì xấu. Họ sẽ đến tìm thần may mắn trước những cận vệ thiên giới để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Còn ở phía cổng của âm giới, Hizoji cùng Yukine cũng đã đến nơi. Tất nhiên là họ không thể phá bỏ được phong ấn, và ngay khi cổng ám huyệt được mở ra, cả hai quyết định đi men theo nó để tìm đường vào. Nhưng lúc này Hizoji lại thấy bóng dáng ai vụt qua đây. Hóa ra là tên Kugaha vẫn còn sống sót, bởi vì hắn là một Noza. Tên này vẫn đang cay cú việc Zato không những làm hỏng kế hoạch mà còn tước đi một bàn tay của hắn. Nhân cơ hội anh không có ở đây, Kugaha liền bắt nạt hai chị em, muốn lấy đi bàn tay của Hizo để thay thế. Tuy Yukine có cố chống trả, vận dụng hết những gì học được từ Kazuma nhưng có vẻ vẫn không ăn thua. Cơ bản vì hắn là Noza không biết được tên đồng nghĩa với việc không thể khống chế. Kugaha lợi dụng sự yếu sinh lý yếu tâm lý của Yukine để tháo túng cậu. Hắn chê cậu yếu ớt, chê cậu chỉ là người thay thế, rồi tay liên tục tung ám khí bằng tay. Kết quả là Yukine không thể chống đỡ, chỉ biết đứng chôn chân rồi ăn một nhát thẳng vào mặt. Nếu không có Hizoji kéo đi thì có khi cậu không chỉ chôn chân mà còn chôn cả xác nữa. Cái hai phải trốn chạy trước những nhát ám khí liên tục của tên Kugaha. Hizoji buộc phải động viên cậu hay sử dụng sức mạnh của tình bạn, nhớ về những gì Zato nói rằng anh trân trọng cậu như thế nào. Thế rồi Yukine tràn đầy tự tin, vung tay thật mạnh khiến ám khí của nhanh hơn khỏe hơn đánh bật ám khí của tên Kugaha, khiến hắn dính chưởng và ngã tõm xuống nước. Cả hai nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Zato của mình. Nhưng họ cần phải nhanh chóng lên, khi bên trong, tuy đã rất vui vẻ khi cứu sống được Ebisu nhưng anh đã bị mụ Izamin lôi sình sịch xuống dưới hố sâu. Vị thần may mắn sau khi thoát ra khỏi cổng âm giới đã được Bisamon tìm thấy đang nằm yếu ớt ở bên vệ đường. Cùng lúc đó Yukine cùng Hizoji cũng đã tìm đến đây. Ebisu vẫn kịp thều thào cho tất cả nghe về chuyện gì xảy ra dưới kia, và Zato vì cố cứu hắn đã phải liều mình ở lại.
đã yếu thì chớ mà con mẹ Bisamon lại còn hỏi rõ nhiều, thần may mắn cũng dần ngất lịm ngay sau đó. Đúng lúc này thì ám huyệt cũng đã dần dần khép lại dưới sự tác động của Izamin. Bà ta đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc khi lâu lắm mới có được một người bạn ở dưới này. Nhưng khi kéo những sợi tóc về thì thứ duy nhất còn lại là một ngón chân của Zato, đã thế lại còn rõ thối, không biết là do đạp phải xít chó hay lâu ngày không rửa. Nhưng điều này đã làm Izamin vô cùng tức giận, bắt đầu nổi đóa triệu hồi tất cả số tóc của mình đi săn lùng Zato. Người lúc này đang đau đớn trốn chui trốn lùi ở một góc khi vừa tự cắt đi một ngón và trở thành huấn hoa hồng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này chúng ta cũng nhận ra Noza yêu quý Zato đến nhường nào. Dù là thần khí nhưng cô chưa từng một lần làm đau anh, luôn yêu anh vô điều kiện, dù cho nó hơi tiêu cực. Và để đáp lại tình yêu thương vô bờ bến đó, anh quyết định triệu hồi cô dưới dạng thần khí để ra ngoài còn có Hizoji cùng Yukine đang chờ, thế thì chịu thôi chứ biết nói sao giờ. Nhưng mà anh chưa kịp tìm được gì thì con khọm già kia đã tóm được rồi lôi về. Vậy thì đành trông chờ những người ở trên kia tìm đường xuống cứu Zato mà thôi. Nhưng mà cổng đã ám nguyệt đã đóng lại rồi thì ai sẽ giúp bọn họ? Đừng lo, đấy là lý do mà cô Fuku đã có mặt ở đây. Nhưng người xuống lần này sẽ chỉ có Bisamon, bởi người dương như Hizoji mà xuống thì chỉ có mà hẹo. Về phần Yukine, cậu mà muốn xuống thì chỉ có cách trở thành Noza. Mặc cho cả hai đã nài nỉ nhưng mà cô nói một là một, hai là hello, đừng có mà lằng nhằng. Thống nhất tất cả xong, cô Fuku bắt đầu triệu hồi Daikoku, cô nhẹ nhàng quạt một cái đã lập tức mở lại cổng ám huyệt. Chuyến đi vào lòng đất theo đúng nghĩa đen này sẽ là dễ đi khó về, nhưng Bisamon không ngần ngại nhảy thẳng vào trong. Sau một lúc rơi tự do, cô cuối cùng đã chém tan một con Azakashi rồi đáp đất nhẹ nhàng. Lần theo manh mối là những sợi tóc của Izamin thì không lâu nữa chắc chắn cô sẽ đến nơi. Nhưng mà tình hình ở phía trên thì không ổn áp lắm, khi cánh cổng ám nguyệt bằng cách nào đó đã nhanh chóng vụt tắt. Có lẽ Izamin đang phong ấn toàn bộ địa ngục để có thể giữ người bạn Zato mới của mình ở sâu dưới này mãi mãi. Nhưng bà ta đâu hay biết rằng mình vẫn còn một vị khách không mời mà đến nữa. Bisamon nhanh chóng tặng chủ nhà một roi vào mồm, rồi tự giới thiệu tên của mình: thần chiến tranh kiêm thần cởi chuồng, vếu to số 2, không ai số 1. Sự xuất hiện của cô làm cho Zato cũng phải vô cùng bất ngờ. Mới không lâu trước người còn không độ trời chung thế mà giờ cô lại liều mình xuống đây cứu anh. Trận chiến bắt đầu nổ ra một cách vô cùng quyết liệt, Bisamon tuy mạnh đấy nhưng mà xuống đây thì Izamin làm bố. Những cú quật dường như không hề hấn gì với bà ta, thậm chí đất đá xung quanh còn chẳng xây xước. Thấy con mẹ này vua lì đòn dùng vũ khí không si nhê, Bisamon chuyển sang đánh nhau theo kiểu nữ sinh cấp 3, túm tóc bà ta rồi lôi đầu lại đấm cho không trượt phát nào. Và để tăng phần ao trình, cô chuyển sang vừa đánh vừa nói chuyện với Zato. Nhìn thấy bà mày đang bận đánh nhau không trợn mắt ra đấy nhìn cái gì, tự cởi trói cho mình đi nhanh lên, ở phía trên chủ nợ đang đợi. Nghe đến đây ánh mắt anh bắt đầu rực sáng, lấy lại ý chí chiến đấu đã cạn kiệt của bản thân. Còn ở phía trên, cô Fuku liên tục mở cổng âm giới nhưng nó liên tục tắt ngúm, điều đó đồng nghĩa với việc cả Bisamon và Zato sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở đó. Đúng lúc đang rơi vào thế minh béo treo sợi tóc, Ebisu lúc này đã tỉnh dậy nói hắn có cách để cứu Zato ra khỏi đó. Nhưng cần phải có một người dương vô cùng yêu quý anh, khỏi nói cũng biết đấy chính là Hizoji. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là thời gian còn rất ít, bởi trên thiên giới, các vị thần đã ra quyết định thanh trừng Ebisu và những kẻ sát phạt sẽ nhanh chóng có mặt ở đây mà thôi. Không những thế, ở dưới địa ngục, sau một thời gian Bisamon chiếm ưu thế thì đùa không vui Izamin đã căng. Bà ta lập tức điều khiển những sợi tóc cứa qua lớp giáp bảo vệ rồi quấn lấy chân cô, thậm chí còn có một sợi đâm vào cổ, chỉ cần nhúc nhích một tí thì Bisamon sẽ từ ba đầu còn hai đầu. Rồi sau đó là tước đi Kazuma khỏi tay cô rồi trói chặt lại, chuẩn bị biến vị thần này thành món tráng miệng cho lũ linh hồn đói khát kia. Bọn chúng bắt đầu tràn ra lao vào sâu xé Bisamon trước ánh nhìn bất lực của cả Kazuma lẫn Zato. Bởi điều duy nhất họ làm chỉ có thể là dãy dụa trong tuyệt vọng. Đánh bại Izamin ở dưới địa ngục dường như là một điều quá xa xỉ, những người ở phía dưới chỉ còn trông cậy vào phía trên thôi. Và quả nhiên là Ebisu thực sự có cách để giúp cả Bisamon và Zato lên được trên này. Đó là một phương thức có tên gọi hồn, chỉ cần một người dương có mối liên kết gọi thật to dậy đi ông cháu cộng tên thật cộng ơi thì họ sẽ ngay lập tức trở lại hạ giới. Hizoji chẳng chần chừ một phút mà gọi thật lớn, dậy đi ông cháu Zato ơi. Chẳng biết là ông cháu có dậy nổi không, khi ở dưới này con khọm già đang bắt anh thưởng thức món lòn trâu xào khế, chỉ cần đớp một miếng thôi là ở dưới này trọn đời. Còn ở phía Bisamon không khá hơn là mấy, khi lũ linh hồn vú to cũng đang xâu xé cô không chừa miếng nào. Nhưng rồi các thần khí của thần chiến tranh bắt đầu phát huy tác dụng khi trực tiếp cắt dây trói, đưa Bisamon trở lại với cuộc chiến. Izamin một lần nữa bị túm tóc ngã giật ngược lại, bây giờ thì thần cởi chuồng cũng không thích đùa nữa rồi, nhanh trả lại Zato đây cho bà còn về, nhà bao việc. Đang định xuống tay với con khọm già thì bất ngờ cô bị triệu hồi lên mặt đất bởi tiếng gọi của Hizoji.
quả thật là cách này có hiệu quả, vậy là Zato có thể tìm cho mình được một con đường sống rồi. Nhưng mà Hiroji gọi một thôi một hồi mà thằng cha này vẫn không chịu ngoi lên. Bởi Zato lại chỉ là một cái tên giả, còn cái tên thật thì chỉ có anh, Noza và cuối cùng là chú cảnh sát làm căn cước công dân. Những người được coi là thân thiết nhất cũng chẳng ai biết tên cúng cơm của anh là gì cả. Nhưng đúng lúc này thì tất cả mọi người ở phía trên lại xuất hiện một mối lo khác. Khi những vị thần sát phạt của thiên giới đã xuất hiện, trong khi thì Zato giờ này mới biết đã tự bóp ré bản thân, bấy lâu nay việc giấu kín đi quá khứ của mình hóa ra lại là một con dao hai lưỡi. Có lẽ đời anh thế là hết rồi, khi Izamin liên tục ép anh phải ăn những thức ăn của địa ngục. Trong khi người anh đã hy sinh cứu lúc nãy giờ cũng chuẩn bị được ăn. Nhưng mà là ăn đủ khi chúng nhìn thấy cái cổng âm giới đang trình ình và mặc cho những lời can ngăn giải thích, đám người của thiên giới vẫn quyết định xử tử anh. Nhưng mà đừng có hòng thích thì bước qua xác của Bisamon trước đã. Và Ebisu thì đã chẳng còn nhu nhược như trước khi nghe được những câu đạo lý mà Zato đã nói lúc nãy. Tất cả những người bạn ở đây sẽ cùng nhau chống lại thiên giới. Nắng đã có mũ, gió đã có nhà, mưa tên đã có ô do chính những con Azakashi Ebisu điều khiển tạo ra. Cộng thêm sự giúp sức của Bisamon thì đám cung thủ chỉ là nhãi nhép. Nhưng lúc này, Hiroji có thứ khác cần phải lo hơn là việc tên cắm trúng đầu. Tử huyệt của địa ngục dần dần khép lại, thậm chí Kofuku có cố mở thì nó cũng ngay lập tức tắt ngúm. Điều đó nghĩa là Zato không còn nhiều thời gian. Hiroji liều mình mặc kệ nguy hiểm gọi lớn liên tục, dậy đi ông cháu Zato ơi, dậy đi ông cháu Zato ơi, nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi. Tưởng như mọi thứ đã chấm hết giống bát muối hảo hảo, thì Hiroji chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi chính là nó. Cô nhớ về ngồi đền mình tặng Zato, có chữ cái thứ hai được khắc ở trên đó. Hiroji cất tiếng gọi thật lớn dậy đi ông cháu Zaboku ơi và thành công kéo được anh lên trước khi linh hồn bị nuốt chửng. Ông cháu Zato cuối cùng cũng đã dậy nhưng không có quả đầu mô hai cần chéo nào cả. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và vô cùng vui mừng khi thần vô liêm sỉ cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Nhưng phút giây hạnh phúc đó đã không được trọn vẹn khi pha gọi hồn vừa rồi làm thiên giới hiểu nhầm rằng Ebisu đã triệu hồi vong linh dưới địa ngục. Loạt mưa tên ngày càng một dày đặc hơn, khiến Bisamon vội yêu cầu tất cả chạy vào rừng để cô cắt đuôi chúng. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy khi tên cầm đầu trực tiếp triệu hồi thần khí của hắn, một con rồng sấm sét có biệt danh Hoàng Vân. Với sức mạnh vượt trội từng cú khạc có, nó nhanh chóng xé toạc lũ Azakashi tạo ra một vụ nổ lớn hất văng tất cả. Thậm chí nếu như không có Bisamon ngăn cản thì nó đã nướng chín Ebisu trong giây phút mất tập trung rồi. Tất cả nhanh chóng chạy vào rừng nhường lại cuộc chơi cho vị nữ thần. Bisamon chém bay tất cả những cú khạc của con rồng. Thậm chí cô đã chứng minh cái danh thần chiến binh không phải là hàng Shopee khi cùng với phúc thần khí của mình là Kazuma nhanh chóng bóp nát con rồng khi sử dụng ấn thánh bóp chết nó một cách dễ dàng. Run đất chứ Hoàng Vân gì cái nỗi gì, game là dễ. Trong khi Bisamon liều mạng cầm chân thì cả lũ ở trong lại đi làm mấy cái trò mèo. Bày đặt tình cảm huynh đệ sướt mướt để rồi tất cả bị cắt ngang bởi ma pháp thanh trừng, một thuật pháp xử tử công khai những người chống lại thiên giới. Đám thần linh nhanh chóng nhắm được vị trí của Ebisu rồi lẩm nhẩm thần chú tạo ra một buổi hành quyết. Nhưng Zato có mặt ở đây thì thần cứ yên tâm không phải sợ bố con thằng nào hết, anh nhanh chóng triệu hồi Yukine. Đúng lúc này lời niệm chú cũng đã kết thúc, một viên thiên thạch khổng lồ được tạo ra rơi thẳng vào đầu Ebisu, cơ mà với thanh song đao bão táp trên tay Zato cũng đã sử dụng được ấn thánh. Những nhát chém của anh làm vỡ tan viên thiên thạch, thậm chí còn chém pháp trận vỡ tan tành, gây ra một vụ nổ vô cùng lớn. Tất cả mọi người cũng vì thế mà lăn ra ngất lịm, nhưng khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, thậm chí còn tồi tệ hơn. Khi một pháp trận xuất hiện dưới chân rồi bắt mất Ebisu đi trước ánh mắt bất lực của Zato và Bisamon. Và rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy trốn Exciter khi mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc. Zato đứng giữa phố đông người qua lại cũng những vết băng bó quanh người, anh đang cùng một cậu bé đi tới một nơi nào đó mà tôi hy vọng đó không phải là chỗ buôn bán nội tạng. Đứa trẻ quen thuộc này lại chính là Ebisu, có vẻ như anh đã lại tái sinh một lần nữa rồi. Sau khi cuộc chiến với thiên giới tất cả đều được đưa về trạng thái cân bằng, Zato thì được Bisamon cho mượn phòng dưỡng thương. Nhưng mà thay vì cảm ơn thì anh lại báo, Zato âm thầm đưa Ebisu đi, thậm chí trước đó còn lục tung văn phòng Kazuma lên. Nhưng tất cả đều không qua được mắt của Yukine và Hiroji. Thật ra Zato vẫn còn nhớ đến ước nguyện cuối cùng của Ebisu là được dẫn đi ăn một bữa thịt chó. Còn việc lục văn phòng thì do anh có tiền méo đâu phải đi lấy của Kazuma. Thật ra Zato cũng muốn nhân nhà hàng quen thuộc này gợi ý cho cậu bé về tiền kiếp nhưng Ebisu thì vẫn lơ ngơ như chó đớp phải bà. Cậu ta chẳng nhớ gì ngoài việc mình đã tái sinh rất nhiều lần, còn Zato là thằng ất ơ nào thì cậu chịu. Vậy cũng đúng thôi, bởi ký ức sẽ không được lưu giữ khi người ta tái sinh. Cho dù có cho Ebisu đánh chén 3 suất rượu mận 2 mẹt bún đậu tương ớt thì cũng chỉ no bụng thôi chứ chẳng nhớ gì đâu.
Vốn dĩ Gia Tô khao khát thần may mắn nhớ ra kiếp trước cũng bởi anh mến phục ý chí cũng như lý tưởng vĩ đại của cậu. Những lời nói cũng như hành động của Ebisu đã hướng nghiệp cho Gia Tô khiến anh biết mình cần làm gì, hai người cứ như sinh ra để làm những người đồng chí. Nhưng rồi bấy giờ những hình ảnh cuối cùng về cuộc chiến với thiên giới mới xuất hiện sau khi pháp trận ở dưới mặt đất nổ. Ebisu cũng đã ngã gục xuống chỉ kịp thì thào một câu rằng hãy đăng ký cho chiếu phim anime All In One trước khi toàn thân thể vỡ tan trong vòng tay của Gia Tô. Điều này làm anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể bảo vệ cho người bạn của mình. Nhưng sự cũng đã rồi, Ebisu tái sinh đồng nghĩa người hướng đạo cũ của cậu cũng sẽ bị trục xuất. Nhưng ông ấy sẽ được Bisamon chăm sóc cẩn thận bởi riêng cái khoản cứu vớt người vô gia cư thì không ai bằng cô. Ebisu nhanh chóng hô to cảm ơn thần cởi chuồng vó tu và bảo rằng Gia Tô dạy mình như thế. Đúng là cái thằng cha này tiêm nhiễm linh tinh vào đầu trẻ con, ít nhất cũng phải cho nó xem ảnh trước chứ. E hèm, dù sao thì thần khí duy nhất còn sót lại duy nhất sau trận chiến với thiên giới chỉ còn mình cái anh găng tay. Anh ta sẽ thành hoa tiêu chỉ đường mới cho Ebisu đồng thời kể về tất cả những điều kiếp trước thần may mắn làm. Về việc ngài ấy tự mình thu phục Azakashi và mục đích xuống âm giới lấy cây diệp ngôn. Nhưng nó rồi cũng không cánh mà bay từ lúc nào không hay, cơ mà điều đó cũng không quan trọng lắm bởi một cuộc đời mới của thần may mắn lại bắt đầu rồi. Ai nấy trải qua cuộc chiến khốc liệt vừa rồi đều đã thay đổi, kể cả Daikoku cũng không nói chuyện với Gia Tô bằng nắm đấm nữa mà chuyển sang dùng đao kiếm cho nó tiện. Đùa thôi, sau sự việc này thần khí của Kofuku dường như đã hiểu và yêu quý Gia Tô hơn nhiều. Đêm hôm đó trong cơ mơ màng, Yukine cũng bị đánh thức và phải đi cùng Gia Tô đến một nơi bí mật. Bởi vì anh cần sự riêng tư để thú nhận những tội lỗi mình đã làm trong khoảng thời gian một tháng vắng mặt. Nhưng mà Hizoji thì không quan tâm điều đó, cô cũng xuất hồn rồi đến bí mật hóng hớt câu chuyện của cả hai. Và cả Konoha cũng có mặt ở đây, đù mé từ bao giờ cuộc nói chuyện riêng này lại thành buổi họp nhóm vậy. Hóa ra Konoha sau khi bị Gia Tô đánh rơi ở coi âm bằng cách nào đó vẫn sống sót lành lặn trở về. Thậm chí nó còn tiết lộ Ebisu thực ra chỉ là một quân tốt thí cho kế hoạch của ông già Gia Tô. Thực chất ông ta mới chính là người sử dụng những chiếc mặt nạ để triệu hồi Azakashi. Bây giờ Noza xuất hiện ở đây để gọi Gia Tô trở về tiếp tục làm thần tai họa. Nhưng không, lần này anh đã thấm nhuần tư tưởng triết học Mark Lenin, anh được soi sáng bởi ánh dương của đảng. Đang sôi máu sẵn vì bạn mình chết oan, đã thế con danh Noza còn lắm mồm chửi Yukine là thằng còn zin. Nhưng mà không ai được bắt nạt thần khí của Gia Tô kể cả cái con rú lép này, lần này anh đã quyết tâm sẽ giải phóng thần khí cũ của mình, chứ không để lâu cướp châu hóa bùn. Gia Tô cho con Noza chim cút, rồi quay sang nói với Yukine việc bản thân mình muốn trở thành phúc thần trước sự hạnh phúc của Hizoji. Và khi trời sáng phía đằng xa một con Azakashi khổng lồ. Nếu không đem lại may mắn cho mọi người thì Gia Tô sẽ dùng khả năng đánh đấm của mình cùng Yukine trừ gian diệt bạo kèm với đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của Hizoji. Anh lại bay lên cao triệu hồi thần khí của mình, tay vuốt lấy cậu làm ánh hào quang vây xung quanh kèm với đó là câu đạo lý quen thuộc vang lên. Cái loại quái vật không làm mà đòi có ăn thì ăn đồng bằng ăn chém. Đó cũng là kết thúc của mùa hai thần vô gia cư, hy vọng lần sau gặp mặt Gia Tô không còn nhặt lá đá ống bơ. Ăn trực ở nhờ nữa và quan trọng nhất là Hizoji cùng Bisamon ai sẽ là người cởi chuồng nhiều hơn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.